Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 10. Tiểu Tháp nói tiếp, thật ra những chuyện này không quan trọng, quan trọng là bản thân ngươi, ngươi phải cố gắng, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Hắn không đi suy nghĩ vấn đề này nữa, dù sao phải cố gắng, phải dựa vào chính mình. Đây cũng là niềm tin trong lòng hắn. Lúc này Tần Phong lại nói, Diệp huynh, đây là một cạm bẫy nhà họ An răng ra cho huynh, họ chẳng qua là muốn huynh tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo, sau đó sẽ giết huynh ở cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo, vì như thế người ngoài sẽ không thể nói gì được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, nhưng bây giờ ta đã không còn sự lựa chọn nào, chỉ có thể tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo này. Cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo. Thật ra hắn tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo này còn một nguyên nhân nữa, đó là Nạp Lan Ca. Nếu hắn giành được hạng nhất, lúc đó hắn có thể đến đế tộc bất tử để mượn kiếm. Lúc đó hắn sẽ có phân lượng, có giá trị, đế tộc bất tử sẽ không xem thường hắn. Hơn nữa hắn chỉ mượn dùng một chút, không phải mượn rồi không trả. Người muốn bản thân mình có tiếng nói thì phải làm cho bản thân có giá trị trước. Tần Phong đối diện Diệp Quân cười khổ lắc đầu. Cái bẫy nhà họ An bày ra lần này là một cái bẫy chết. Trừ khi Diệp Quân có thể đạt được hạng nhất thật. Nhưng chuyện này có khả năng không? Rất khó. Những người tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo đó đều quá yêu nghiệt. Diệp Quân bỗng hỏi, Tần Huynh, có thông tin chi tiết về những thiên tài tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo đó không? Tần Phong im lặng không nói. Diệp Quân cười nói, nếu khó xử thì ta. Tần Phong lắc đầu, không có gì khó xử cả vì một khi cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo bắt đầu, huynh cũng sẽ biết, nên ta nói cho huynh biết trước cũng không sao. Diệp Quân chắp tay, cảm ơn. Tần Phong trầm giọng nói, người đến tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này có thể đe dọa đến huynh có tổng cộng 5 người, người đầu tiên là Phạm Thanh đến từ vũ trụ ngũ duy. Người này bẩm sinh đạo thể, tài năng bất khả chiến bại, người hộ đạo là Mộ Thiên Đạo được xưng là đệ tứ kiếm nhân gian 3.000 vạn năm, cũng là viện trưởng thiên đạo viện của thư viện. Mộ Thiên Đạo. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, Mộ Thiên Đạo này có mạnh không? Tiểu Tháp nói, rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tần Phong. Tần Phong nói tiếp, người thứ hai là yêu mang của yêu tộc, người này trời sinh đã có thánh thể hoang cổ, nổi tiếng ngang với đạo thể. Hơn nữa gã còn có thánh nhãn tiên thiên, rất đáng sợ. Người hộ đạo của gã có thể là nhị nha cô nương viện trưởng yêu viện của thư viện, tất nhiên ta không chắc về điều này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là rất yêu nghiệt, vì nhị nha cô nương quả thật đến yêu giới một mình. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, viện trưởng nhị nha này lợi hại không? Tiểu Tháp nói, rất lợi hại. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tần Phong nói tiếp, còn một người nữa, đó là đối thủ số một của huynh, An Đạo Tân, người này được biết đến rất có thể sẽ trở thành võ thần mới trong 3.000 vạn năm trở lại đây của nhà họ An, thực lực và thiên phú của cô ta đều rất khủng khiếp. Vì bây giờ cô ta là thiên tài trong bảng xếp hạng yêu nghiệt của Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân nhíu mày, giống Lưu Băng à. Tần Phong gật đầu, Lưu Băng cũng là thiên tài trên bảng thần võ nhưng cô ta lại khác, hiện tại cô ta là đứng thứ 9 trên bảng thần võ. Hơn nữa đây mới là chiến tích của nửa năm trước. Còn Lưu Băng chẳng qua chỉ đứng thứ 30, là sự tồn tại cuối. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, võ thần của nhà họ An lợi hại không? Tiểu Tháp nói, rất lợi hại. Diệp Quân không nói gì. Tần Phong nói tiếp, người thứ tư là Đông Lý Mạch đến từ đế tộc bất tử. Người này được gọi là thiên tài yêu nghiệt nhất ngoài kiếm chủ nhân gian trong lịch sử đế tộc bất tử. Gã có được huyết mạch bất tử. Mà huyết mạch bất tử phi thường nghịch thiên, chỉ cần không thể giết chết gã trong tích tắc, gã có thể luôn trị được vết thương, có thể nói gần giống như có cơ thể bất tử. Hơn nữa, y dừng một chút, sau đó nói, nghe nói gã cũng cảm ứng được một tia huyết mạch phong ma từ trong huyết mạch bất tử, huyết mạch phong ma này chính là sức mạnh huyết mạch của kiếm chủ nhân gian, khá nghịch thiên. Ngoài ra, người hộ đạo của gã cũng là một ông lớn của 3.000 vạn năm trước. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, huyết mạch phong ma này có mạnh không? Tiểu Tháp im lặng một lúc mới nói, rất mạnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì. Tần Phong nói tiếp, người cuối cùng càng khó lý giải hơn, gã đến từ hệ Ngân Hà, là người mang thiên mệnh đời này.
Diệp Quân hơi ngạc nhiên, người mang thiên mệnh. Tần Phong gật đầu, huynh biết kiếm chủ nhân gian chứ? Ông ấy là người mang thiên mệnh đời trước. Diệp Quân, thế nào mới được xem là người mang thiên mệnh? Tần Phong nhìn Diệp Quân, người được chủ nhân đại đạo bút tự tay lựa chọn là người mang thiên mệnh. Người này khi sinh ra đã có số mệnh đại đạo, ở thời đại của người đó có thể áp chế được tất cả những người cùng cấp. Huynh biết nhà họ An chứ? Hai võ thần của nhà họ An yêu nghiệt đến thế nào? Thế nhưng sự sáng chói của họ bị lu mờ bởi những người mang thiên mệnh ở cùng thế hệ. Y nói tiếp, ta không biết cụ thể tên là gì, chỉ biết gã là người mang thiên mệnh, mà người hộ đạo sau lưng là chủ nhân đại đạo bút chủ nhân của vận mệnh chư thiên vạn giới. Có thể nói gã giống với nhân vật chính trong phim, vô địch, trấn áp tất cả địch trong thế gian. Diệp Quân im lặng một lúc rồi thầm hỏi, tháp gia, chủ nhân đại đạo bút có lợi hại không? Tiểu tháp trầm giọng nói, vô cùng lợi hại. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, tháp gia, người hộ đạo của ta là tỷ tỷ váy trắng phải không? Tiểu tháp nói, ừ. Diệp Quân vừa định nói gì đó, Tần Phong bỗng hỏi, Diệp huynh, huynh có người hộ đạo không? Diệp Quân im lặng một lúc rồi gật đầu có. Tần Phong tò mò, có mạnh không? Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, tỷ tỷ váy trắng so với các cường giả mà ta vừa hỏi đó thì như thế nào? Tiểu tháp nói, không thể so sánh. Nghe thế Diệp Quân hơi cúi đầu, lặng im một lát, nhẹ giọng nói, tháp gia, nếu ta chết trong cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo này thì hãy chôn ta cùng một chỗ với tiểu ca, cảm ơn. Tiểu tháp hơi hoang mang. Lời mình nói có vấn đề gì sao? Nghĩ lại thì hình như đúng là có vấn đề thật. Tên nhóc này nghĩ lệch hướng rồi. Lúc này Diệp Quân bỗng nhìn Tần Phong cười nói, Tần huynh, cảm ơn huynh rất nhiều, nếu ta không chết trong cuộc chiến tranh giành số mệnh lần này, sau này ta sẽ báo đáp Tần huynh. Nói rồi hắn chắp tay lại, sau đó xoay người đi. Tần Phong khẽ thở dài, Diệp huynh bảo trọng. Diệp Quân vẫy tay. Sau đó biến thành một luồng kiếm quang bay lên trời. Tần Phong nhìn kiếm quang trên bầu trời, khẽ nói, đại kiếm tiên trẻ như vậy, thiên phú này đúng là hiếm thấy trên thế gian. Tiếc là không có một người hộ đạo mạnh, hai. Nói rồi y xoay người đi. Y đã tạo nên duyên lành, còn tương lai thế nào chỉ đành theo ý trời. Thư viện Quan Huyên. Cố Triều Nguyên ngồi trong đình viện, đối diện ông ta là viện chủ viện chấp pháp Lý Khưu. Lý Khưu nhìn Cố Triều Nguyên, sao ông lại đồng ý với nhà họ An? Cố Triều Nguyên bình tĩnh nói, ta không đồng ý thì ngày mai viện trưởng thư viện này sẽ đổi người. Lý Khưu không nói gì. Cố Triều Nguyên khẽ cười nói, ta không phải Diệp chủ tịch, nhà họ An đến tìm ta thương lượng, đây đã là nể mặt ta lắm rồi. Nếu ta không nể mặt thì sẽ gặp chuyện. Nói rồi ông ta vừa lắc đầu, chưa nói đến Tổng viện thư viện Quan Huyên và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Hai nhà họ huy động các mối quan hệ, đừng nói là đuổi việc ta, làm cho ta biến mất khỏi thế giới này cũng là chuyện đơn giản. Lý Khưu thấp giọng nói, viện trưởng, mục đích lần này của họ là nhằm vào Diệp công tử. Rõ là họ không muốn Diệp công tử này trưởng thành. Cố Triều Nguyên gật đầu, có thể nhìn ra được, mọi người đều thấy cả nhưng mọi người không dám nói, ta cũng thế. Lý Khưu do dự một lúc rồi nói, có thể liên hệ với Diệp chủ tịch không? Cố Triều Nguyên cười nói, ai liên hệ thì ngày hôm sau sẽ biến mất khỏi thế giới này. Lý Khưu trầm giọng nói, chuyện này không công bằng. Cố Triều Nguyên nhìn Lý Khưu cười nói, công bằng. Trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối. Như bây giờ, tất cả các thế lực trên toàn trung thổ thần châu đều biết nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ muốn giết Diệp Quân, mà mọi người đều biết rõ đây là lỗi của nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ. Nhưng không ai dám ra mặt nói, ai đắc tội nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ vì một tên nhỏ bé chứ. Lý Khưu nhìn Cố Triều Nguyên, thế nên cứ thế mà nhìn nhà họ An quang minh chính đại giết Diệp Quân à. Cố Triều Nguyên nhìn Lý Khưu nói, Lý viện trưởng, hình như ông không mong Diệp Quân chết. Lý Khưu khẽ thở dài, Cố viện trưởng, không phải ta đứng về phía Diệp Quân mà là ta nghĩ làm thế là đi ngược lại mục đích của thư viện chúng ta. Cố Triều Nguyên khẽ nói, Lý viện trưởng, ta đã nói với ông rồi, chuyện này đã biến chất. Lần này giết Diệp Quân đại diện cho thái độ của các gia tộc lớn, giết Diệp Quân là cho ai xem? Để cho Diệp chủ tịch nhìn thấy, chẳng phải cô ấy đã trừng phạt gia tộc lớn vì một kiếm tu đó sao?
vậy thì giết người này đi cho cô ấy biết các gia tộc lớn không phải là nơi cô ấy muốn thế nào là thế ấy. Ông ta khẽ lắc đầu, kẻ địch lần này của Diệp Quân không chỉ có nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ mà còn có những ông lớn của các gia tộc lớn mà không thể nhìn thấy. Lý Khưu thở dài. Sao ông ta lại không biết được? Đây là các gia tộc lớn muốn giết gà dọa khỉ cho Diệp Chủ tịch nhìn thấy. Nếu không Tổng viện cũng không thể sử dụng sức mạnh lớn để điều Diệp Chủ tịch về Tổng viện. Lý Khưu trầm giọng nói, ta nói ngộ nhỡ Diệp Quân đánh thắng nhà họ An thì sao? Cố Triều Nguyên khẽ cười, có thể sao? Nói rồi ông ta xoay người đi. Lý Khưu lặng im một lúc rồi lắc đầu thở dài. Ông ta cũng nghĩ không thể có chuyện này. Có một chút cách biệt không phải chỉ dựa vào ngươi cố gắng thì có thể bù vào được. Gia tộc lớn. Chỗ chống lưng. Tài nguyên. Quan hệ. Người hộ đạo. Nhiều lúc khi sinh ra không có những thứ này thì sẽ không bao giờ có. Diệp Quân quay về đạo môn. Vừa về đến đạo môn, hắn đã gặp phải Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất ngồi trước cánh cổng cũ kỹ, hai tay cô ấy chống cằm, ánh mắt hơi ngây ra, không biết đang nghĩ gì. Khi nhìn thấy Diệp Quân, Nam Lăng Nhất Nhất đứng phắt dậy, cô ấy chạy nhanh đến trước mặt Diệp Quân, vui vẻ nói, Diệp sư đệ, đệ về rồi. Diệp Quân mỉm cười, sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất liếc nhìn Diệp Quân, mấy ngày nay đệ đi đâu vậy? Sao chẳng có lấy một tin tức nào thế? Diệp Quân cười nói, ta đến huyền giới tu luyện ở đó hơi lâu. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, khẽ nói, lần sau đi lâu như vậy nhất định phải nói trước cho ta biết, nếu không, ta sẽ rất nếu không sư phụ sẽ rất lo lắng, ông ấy lo đến nỗi ăn không nuốt nổi cơm rồi. Đạo Hòa Thượng. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hắn nhìn vào trong điện nói, sư phụ có ở đây không? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, có. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta đi tìm ông ấy nói chuyện một lát. Nói xong, hắn đi vào trong điện. Nam Lăng Nhất Nhất mỉm cười, ta đi nấu cơm cho hai người. Cô ấy xoay người chạy vào phòng bếp. Diệp Quân vào trong điện, Đạo Hòa Thượng nằm trên ghế, ông ấy đã uống hơi nhiều, bên cạnh còn có một đống xương. Diệp Quân đi đến cạnh Đạo Hòa Thượng, hơi cúi người, sư phụ. Đạo Hòa Thượng ngồi dậy. Ông ấy chỉ vào cái ghế trước mặt Diệp Quân, ngồi đi. Diệp Quân ngồi xuống. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo diễn ra sớm hơn. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Đạo Hòa Thượng nói, lần này đừng tranh nữa. Diệp Quân nhìn Đạo Hòa Thượng, ông ấy gật đầu, cứ quyết định thế. Diệp Quân cười khổ, sư phụ cũng biết rồi à. Đạo Hòa Thượng bình tĩnh nói, sư phụ con là ông già hồ đồ sao. Diệp Quân trầm giọng nói, sư phụ, ta chỉ có thể tham gia vào cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo này. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân, con có biết lần này là một cái bẫy mà nhà họ An nhắm vào con không? Diệp Quân gật đầu, con biết. Đạo Hòa Thượng trầm giọng nói, con biết mà còn muốn tham gia ư. Diệp Quân gật đầu, nếu con tham gia thì vẫn có một cơ hội sống, nếu không tham gia họ sẽ phái cường giả hàng đầu nhắm vào con. Đến lúc đó tình cảnh còn khó khăn hơn bây giờ. Đạo Hòa Thượng im lặng không nói. Diệp Quân cười nói, con đi, cùng cấp so với cùng cấp, còn có cơ hội, nếu con không đi, họ sẽ có lý do phái cường giả hàng đầu đến giết con nên con chỉ có thể đi tranh đoạt số mệnh đại đạo, đoạt được hạng nhất, họ cũng không dám giết con. Dù sao giết một người đứng đầu trong cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo sẽ có ảnh hưởng cực lớn với thư viện. Đạo Hòa Thượng im lặng một lúc rồi khẽ nói, con nói cũng có lý, nhưng con có nắm chắc giành được vị trí thứ nhất không? Diệp Quân trầm giọng nói, có. Đạo Hòa Thượng nhìn Diệp Quân một lúc lâu, vẻ mặt khá phức tạp, ta xin lỗi, làm sư phụ mà chẳng giúp được gì cho con. Diệp Quân lắc đầu cười nói, năm đó sư phụ đồng ý thu nhận con đã là giúp người khi gặp nạn rồi. Còn chuyện giữa con và nhà họ An là việc của bản thân con. Chỉ mong đừng liên lụy đến đạo môn là được. Đạo Hòa Thượng lắc đầu, có gì liên lụy với không liên lụy chứ, dù sao đạo môn ta cũng đã thế thảm như vậy rồi, có khổ thêm nữa thì làm sao? Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Đạo Hòa Thượng khẽ nói, đi tu luyện đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Trong điện, Đạo Hòa Thượng xoay người đi đến trước bàn thờ, nhìn lên bức họa đã cũ nát kia, khẽ nói cụ tổ.
nếu người có linh thiêng, xin hãy phù hộ đứa nhỏ này. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của đạo môn chúng ta. Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất ngồi đối diện nhau trong phòng, trước mặt hai người là một bàn thức ăn. Diệp Quân ăn rất nhanh, thậm chí có thể nói là ăn như hổ đói. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, sư đệ, ngon lắm sao? Diệp Quân vội gật đầu, ngon lắm. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy sau này ta thường xuyên nấu cơm cho đệ. Diệp Quân đặt bát xuống rồi nói, cảm ơn sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất thu dọn bát đũa, nói, đệ tu luyện chăm chỉ vào đấy, ta không làm phiền đệ nữa. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nam Lăng Nhất Nhất đi rồi, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên giường, hắn nhắm mắt lại thầm nói, tháp ra. Tiểu tháp nói, nói. Diệp Quân lặng thinh. Tiểu tháp nói, sao thế? Diệp Quân lắc đầu, không muốn nói nữa. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu tháp, lúc này đã là đêm khuya, bầu trời đầy sao, vầng trăng sáng treo mình trên bầu trời. Diệp Quân chậm rãi đi đến bên vách núi, nhìn xuống bên dưới, khẽ nói, tháp ra, tại sao thời đại này lại ít kiếm tu thế? Hắn cứ tưởng kiếm tu ở Nam Châu ít là nơi đó vì lạc hậu, không ngờ sau khi đến đây, nơi này vẫn rất ít kiếm tu. Lặng im một lúc, tiểu tháp mới nói, sở dĩ nơi này có ít kiếm tu là vì vài biến cố năm đó khiến cho rất nhiều truyền thừa bị đứt đoạn, nhất là kiếm tu. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, tháp ra, nếu hồi phục vết thương rồi thì ngươi sẽ đi sao? Tiểu tháp nói, ừ. Diệp Quân lắc đầu cười, dù thế nào, có thể gặp được tháp ra, còn được tháp ra chỉ dạy là vinh hạnh của ta. Tiểu tháp nói, có phải ngươi muốn thứ gì không? Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tiểu tháp nói, ngươi có yêu cầu gì có thể nói xem thử, trong phạm vi khả năng của ta thì ta có thể suy xét. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp ra, ta là kiếm tu nhưng chưa từng gặp được các kiếm tu khác nên ta hy vọng có thể nhận thức được chiến đấu của kiếm tu mạnh, nếu có thể nhìn thấy, có lẽ ta sẽ có nhận thức mới. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tạm thời vẫn chưa được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp nói, bây giờ thứ người đang thiếu là một trận chiến, không phải xem người khác đánh nhau, có lẽ ngươi xem người khác đánh nhau thì có thể có được sự hiểu biết mới nhưng là phải đi từng bước một, biết không? Thật ra nó cũng sợ, sợ Diệp Quân đi quá nhanh. Nhất là về mặt kiếm đạo, ở phương diện này vẫn phải đi từng bước một, bình ổn nó, nếu không đi một bước quá lớn rất dễ làm hỏng việc. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này không gian trước mặt hắn bỗng rung chuyển, một lúc sau Diệp Quân híp mắt lại. Tần Phong gửi tin tức cho hắn. Thiên tài nhà họ An và thiên tài hệ Ngân Hà đó đã đến Trung Thổ Thần Châu rồi. Ngoài ra yêu nghiệt của tộc Thiên Long Viễn Cổ cũng đã đến đó. Họ đều đến vì Diệp Quân, An Đạo Tân. Thiên tài nhà họ An vừa đến Trung Thổ Thần Châu, vài gia tộc siêu cấp siêu gia tộc ở Trung Thổ Thần Châu lập tức đến chào hỏi ở phủ đệ nhà họ An tại Trung Thổ Thần Châu. Bỗng chốc cả phủ đệ nhà họ An đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Ngay cả thư viện quan huyên cử người đến. Nhà họ An, đây chính là gia tộc giàu có bậc nhất, là gia tộc đỉnh cấp. Rất nhiều người muốn đến nịnh bợ. Điều đáng nói là thần tộc lại không cử người đến. Thần tộc, Giản Tự Tại vẫn không có ở trong tộc, mà lần này người thay mặt tộc trưởng là Giản An. Lúc đầu Giản Tự Tại nghe theo đề nghị của Diệp Quân không phạt Giản An. Thế nên Giản An lại nắm quyền lần nữa. Khoảng thời gian này, Giản An vẫn luôn theo dõi Diệp Quân. Trái ngược với những người khác, tất cả những người bên ngoài đều đến chào hỏi An Đạo Tân, nhưng Giản An lại đến đạo môn. Trước cổng đạo môn, Giản An nhìn đạo môn đơn sơ trước mặt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dĩ nhiên cô ta cũng biết về đạo môn nhưng cô ta chưa từng đến tận nơi, bây giờ nhìn thấy đạo môn đơn sơ như vậy, cô ta cảm thấy khá ngạc nhiên. Lúc này cô ta nhìn thấy một cô gái đeo sọt đan bằng tre trên lưng. Chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất cũng nhìn thấy Giản An, cô ấy nhìn Giản An hơi ngạc nhiên, cô nương là. Giản An mỉm cười, Giản An, thần tộc. Giản An ở thần tộc. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, thần tộc. Dĩ nhiên cô ấy biết thần tộc là một trong 6 tộc lớn, địa vị và căn cơ của thần tộc vẫn ở trên tộc Nam Lăng. Giản An cười nói, cô là Nam Lăng Nhất Nhất cô nương nhỉ. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đúng thế, cô đến tìm sư đệ ta sao?
Giản An gật đầu, đúng thế. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, ta dẫn cô đi gặp đệ ấy. Giản An cười nói, cảm ơn. Nam Lăng Nhất Nhất dẫn Giản An đến sau núi, lúc này Diệp Quân đang ngồi khoanh chân, nhắm chặt hai mắt như đang tu luyện. Nam Lăng Nhất Nhất vừa muốn bước đến lại bị Giản An ngăn lại, cô ta mỉm cười, nếu Diệp Quân công tử đang tu luyện thì đừng làm phiền, ta đợi ở đây là được. Ánh mắt Nam Lăng Nhất Nhất hiện lên vẻ ngạc nhiên, Giản An cô nương này khách sáo thật đấy. Giản An nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, vẻ mặt phức tạp. Diệp Quân, người này là con trai của kiếm chủ nhân gian, cũng là thiếu chủ Tiên Bảo Các. Một khi thân phận này bị lộ ra ngoài, cô ta không dám nghĩ. Nhưng cô ta biết một khi thân phận của Diệp Quân bị lộ, toàn bộ vũ trụ quan huyên sẽ nhốn nháo, đến lúc đó tất cả tông môn, gia tộc, tất cả cường giả ở Tổng viện Thư viện quan huyên đều sẽ chạy đến đây. Đến để làm gì? Tất nhiên là đến nghênh đón vị thiếu chủ này rồi. Thật ra Giản Tự Tại không yêu cầu cô ta đến gặp Diệp Quân. Vì Giản Tự Tại vẫn luôn rất bàng quan với mọi thứ, chưa từng thích tham dự vào những chuyện lộn xộn này. Trong mắt bà ấy, Diệp Quân là cháu trai, chỉ có thế thôi. Nhưng Giản An lại không nghĩ thế. Giản An biết thần tộc muốn trở thành đại tộc siêu cấp, ngoài việc muốn có người có tính tranh giành thì còn cần phải mượn thế lực. Thế nên sau khi biết nhà họ An muốn nhắm vào Diệp Quân, cô ta cũng không nhịn được nữa bèn đến tìm Diệp Quân. Cô ta phải chọn phe để đứng. Cô ta phải chọn phe để đứng. Cô ta phải chọn phe để đứng. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Thế nên dù bị Giản Tự Tại phạt, cô ta cũng muốn đến ủng hộ Diệp Quân, giúp đỡ Diệp Quân. Cho dù thế nào cũng phải khiến Diệp Quân nợ ân tình này. Khi mọi người đang cố gắng lấy lòng nhà họ An thì cô ta đến kết thân với Diệp Quân, tình bạn này sau này sẽ được cả thế giới ca ngợi. Thần tộc và Diệp Quân thiếu chủ là huynh đệ keo sơn. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn quay đầu nhìn về phía hai người Nam Lăng Nhất Nhất, khi nhìn thấy Giản An, hắn sửng sốt, Giản An cô nương. Giản An lập tức cười nói, Diệp công tử, không làm phiền ngươi chứ. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Đứng dậy đi tới trước mặt hai người phụ nữ, sau đó hắn hơi kinh ngạc nói, Giản An cô nương, sao cô lại tới đây? Giản An cười nói, ta đến tìm Diệp công tử. Diệp Quân ngạc nhiên, tìm ta ư? Giản An khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, Diệp Quân công tử, theo ta được biết, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo lần này là một cái bẫy do nhà họ An bày bố. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Giản An nghĩ ngợi phút chốc. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Quân, Diệp công tử, đây là một chút tình cảm của thần tộc. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn, trong chiếc nhẫn có 3.000 vạn kim tinh. Diệp Quân sửng sốt, Giản An cô nương, ý cô là. Giản An cười nói, ta biết Diệp Quân công tử thiếu tiền nên mong Diệp công tử nhận chút tâm ý này. Diệp Quân lắc đầu, Giản An cô nương, ta không thể nhận. Giản An khó hiểu, tại sao? Diệp Quân lặng thinh không nói. Điều này quá bất thường. Không có lý nào mà không làm gì lại đối xử tốt với mình, chắc chắn có gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, Giản An bỗng cười nói, Diệp Quân công tử, ta không làm phiền ngươi tu luyện nữa. Nói rồi cô ta để chiếc nhẫn xuống, xoay người biến mất. Diệp Quân đứng đó nhìn chiếc nhẫn trước mặt, lặng im một lát rồi thầm nói, tháp ra. Tiền bối Giản của thần tộc quen với cha mẹ ta đúng không? Tiểu tháp lặng thinh chốc lát rồi nói, phải. Diệp Quân gật đầu, không hỏi thêm nữa. Dù sao có hỏi nữa tháp gia cũng sẽ không nói. Thủ đoạn lừa người của tháp gia quả thật không khéo cho lắm. Diệp Quân cất chiếc nhẫn trước mặt đi, vào lúc này thẻ bài gỗ bên thắt lưng hắn đột nhiên khẽ rung lên. Diệp Quân sửng sốt. Bây giờ hắn là người đứng ở vị trí hạng nhất võ bảng của thư viện quan huyên nên nếu có người khiêu chiến hắn, thẻ bài gỗ này sẽ nhắc hắn, chỉ cần hắn chấp nhận lời khiêu chiến thì có thể nghe theo thẻ bài gỗ này dịch chuyển đến trong võ tháp. Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, sư tỷ, ta phải đi đây một lát. Nói rồi hắn biến mất khỏi đó. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, tiểu sư đệ này, ngày nào cũng chỉ biết tu luyện, rất bận rộn. Đúng thật là... Đệ ấy còn chẳng biết đến yêu đương nữa là. Trong võ tháp, Diệp Quân vừa xuất hiện trong võ tháp đã nhìn thấy một chàng trai.
Chàng trai mặc áo bào dài, mày kiếm, đôi mắt tinh tú, thân hình thẳng tắp, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, chắp tay sau lưng, thờ ơ nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chàng trai không nói gì. Chàng trai bỗng nói, ngươi chính là Diệp Quân đã đoạt mất hạng nhất lúc ta không có ở đó à? Nghe thế, Diệp Quân sửng sốt, sau đó nói, ngươi chính là người đứng đầu võ bảng. Chàng trai vô cảm nói, đứng ở vị trí đầu bảng lâu như thế, cảm thấy vui sướng không? Diệp Quân nhíu mày, hôm đó là ngươi không đến, có liên quan gì đến ta? Người kia cười mỉa, không sao, hôm nay lại đánh một trận, mong vị trí đứng đầu của ngươi vẫn giá trị. Ngươi! Ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất, lúc này chàng trai này mới nhận ra kiếm của Diệp Quân đã chạm đến giữa trán của hắn ta. Vẻ mặt chàng trai cứng đờ. Diệp Quân nhìn hắn ta, giá trị thế nào? Sắc mặt chàng trai cực kỳ khó coi. Diệp Quân thu kiếm lại nói, xưng hô thế nào? Chàng trai nhìn Diệp Quân, Diệp Hỏa Phụng. Diệp Quân khẽ gật đầu, Diệp công tử, người quen với An Đạo Tân của nhà họ An à? Diệp Hỏa Phụng lắc đầu, không quen. Diệp Quân nhìn Diệp Hỏa Phụng, thế này đi, cuộc tỷ võ lần này xem như ngươi thắng. Diệp Hỏa Phụng sửng sốt. Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu có ai hỏi, cứ nói ta đấu với ngươi 100 hiệp, ngươi gặp vận may đánh bại được ta, thế nào? Diệp Hỏa Phụng nhìn Diệp Quân, ngươi muốn tỏ ra là mình yếu. Diệp Quân gật đầu. Diệp Hỏa Phụng lặng thinh. Diệp Quân nói, ngươi cũng không muốn người ngoài biết chúng ta chỉ đánh một hiệp đã kết thúc chứ. Diệp Hỏa Phụng im lặng một chốc rồi lắc đầu. Không phải hắn ta không thể chấp nhận thất bại nhưng nếu bị truyền ra ngoài, chỉ mới một hiệp hắn ta đã bị đánh bại thì hắn ta sẽ mất hết thể diện. Phải biết rằng, trước đây Diệp Hỏa Phụng cũng là một nhân vật tầm cỡ có máu mặt. Có thể thất bại nhưng không thể để mất mặt. Nghĩ đến đây, Diệp Hỏa Phụng gật đầu, được. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn đưa thẻ bài gỗ tượng trưng cho vị trí thứ nhất cho Diệp Hỏa Phụng. Diệp Hỏa Phụng do dự một lúc rồi nói, ta không phải là người không thể chịu thua, sở dĩ ta làm điều này chủ yếu là để giúp ngươi, nếu không Diệp Hỏa Phụng ta sẽ không làm những việc vô liêm sỉ như vậy, Diệp Hỏa Phụng ta có bị đánh chết cũng sẽ không làm, ngươi hiểu rồi chứ? Diệp Quân nghiêm túc nói, hiểu rồi, ngươi chỉ là trưởng nghĩa giúp ta thôi. Diệp Hỏa Phụng gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta xem như là bạn rồi nhỉ? Hắn ta cảm thấy người trước mặt rất lợi hại, hoàn toàn có thể làm bạn. Diệp Quân cười nói, ừ, sau khi ra ngoài, nếu được thì ngươi diễn giống giúp ta một chút. Diệp Hỏa Phụng gật đầu, ta hiểu rồi. Thật ra Diệp Quân không nói hắn ta cũng sẽ diễn giống thật. Chuyện này liên quan đến thể diện của mình. Diệp Quân cười nói, sau này gặp lại. Dứt lời, hắn đi đến trong trận pháp dịch chuyển bên cạnh, sau đó biến mất. Diệp Hỏa Phụng đứng đó nhìn thẻ bài gỗ trước mặt, khẽ nói, từ nay về sau, ta phải khiêm tốn hơn mới được, núi này cao thì có núi cao hơn. Nói xong, hắn ta nhìn xung quanh, sau đó đấm một cú vào bụng mình. Phụt! Diệp Hỏa Phụng nôn ra máu, hắn ta tiện thể lau trên mặt, thoáng chốc cả gương mặt be bét máu, sau đó hắn ra khỏi võ tháp, vừa ra khỏi võ tháp, bảng xếp hạng bên cạnh võ tháp lập tức thay đổi. Người đứng trước võ tháp cũng sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Hỏa Phụng. Diệp Hỏa Phụng thắng rồi ư. Mọi người đều biết thật ra người đứng đầu võ bảng là Diệp Quân. Dù sao danh tiếng hiện giờ của Diệp Quân rất lớn, dù hắn muốn che giấu thân phận cũng không được. Mọi người cứ nghĩ Diệp Hỏa Phụng đi khiêu chiến với Diệp Quân chắc chắn sẽ thua. Thế nhưng mọi người không ngờ Diệp Hỏa Phụng lại thắng. Diệp Hỏa Phụng nhìn mọi người, ho khù khụ mấy tiếng. Sau đó chắp tay nói, gặp may thôi. Mọi người đều im lặng không nói. Thắng thật rồi. Diệp Quân đã rớt khỏi vị trí thứ nhất rồi sao? Chẳng mấy chốc tin tức về việc Diệp Quân thua Diệp Hỏa Phụng nhanh chóng lan truyền khắp thư viện Quan Huyên. Trong một phòng sách, khi cố viện chủ nhận được tin tức này, ông ta chỉ khẽ nói, biết rồi. Trong đại điện yên tĩnh không người, cố viện chủ khẽ nói, che giấu sao? Tiếc là cho dù ngươi che giấu thế nào cũng vô dụng. Đáng tiếc. Phủ nhà họ An. Khi nhận được tin này, An Đạo Tân không khỏi cau mày, thua Diệp Hỏa Phụng ư. Cách đó không xa, một ông lão gật đầu, đúng thế, Diệp Hỏa Phụng bị thương nặng, hẳn là cũng thắng trong thê thảm.
An Đạo Tân nhắm mắt lại, là ta đã đánh giá cao hắn rồi sao? Ông lão do dự một chút, sau đó nói, hẳn là hắn có thực lực thật, nhưng ta nghĩ tính không thực tế hẳn là rất lớn, dù sao nơi này cũng không phải Tổng viện Thư viện Quan Huyên, Đại Kiếm Tiên ở nơi này chắc chắn có giá trị hơn hẳn Đại Kiếm Tiên ở Thư viện Quan Huyên. An Đạo Tân lặng im một chốc rồi nói, khi cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo bắt đầu, ta sẽ tự tay giết hắn. Vốn dĩ còn nghĩ sẽ đánh tập thể nhưng bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa. Cô ta muốn một mình giết hắn. Sau khi Diệp Quân rời khỏi võ tháp Quan Huyên, anh không rời đi ngay. Anh muốn tới xem thử kiếm chủ nhân gian. Thật ra thư viện Quan Huyên cấm người ngoài ra vào, nhưng Diệp Quân từ võ tháp đi ra, thế nên hắn vốn đang ở trong thư viện Quan Huyên. Mà người của thư viện cũng không để ý tới hắn, vậy nên hắn hết sang phía đông lại sang phía tây. Sau cùng tới thư điện. Thư điện là đại điện của thư viện Quan Huyên, trước đại điện có thềm đá nghìn cấp, bên dưới thềm đá là một tảng đá khổng lồ làm quảng trường. Bình thường các học viên của thư viện sẽ tới đây học tập. Lúc Diệp Quân tới đây cũng có vài học viên ngồi xếp bằng tu luyện. Diệp Quân nhìn quanh một lượt, phải công nhận rằng những học viên này của thư viện đều rất ưu tú. Suốt dọc đường hắn đi tới, người có cảnh giới thấp nhất cũng là cảnh giới phá không. Cũng gặp đến vài người có cảnh giới tiểu kiếp. Ngọa hổ tàng long. Còn với thư viện, hắn không hề oán hận. Vì xã hội này thực tế như vậy đấy. Ngươi không giỏi thì người khác sẽ đối xử thực tế với ngươi. Nếu ngươi sở hữu thực lực mạnh mẽ thì người khác sẽ lấy lòng, nịnh nọt ngươi. Đúng như một câu rất thô mà người đời thường nói, người giàu, có thả bom cũng thơm. Bi thương, nhưng chính là hiện thực. Diệp Quân bước tới trước một pho tượng. Pho tượng này chính là tượng của kiếm chủ nhân gian. Pho tượng hùng vĩ, cao mười mấy trượng, điêu khắc như thật. Kiếm chủ nhân gian tay cầm bội kiếm, mắt nhìn phía chân trời, oai phong hùng dũng. Diệp Quân nhìn tượng kiếm chủ nhân gian một lúc lâu mới khẽ hành lễ. Trong lòng hắn, đây là người đáng để Diệp Quân hắn kính phục. Mục tiêu của hắn cũng là mong mình có thể trở thành nhân vật như kiếm chủ nhân gian, lập trật tự, giữ hòa bình cho vạn thế. Đương nhiên, hắn biết điều này rất khó. Cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy kiếm chủ nhân gian rất lợi hại. Dám làm những chuyện khó khăn vì người trong thiên hạ. Đúng lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, dập đầu lại một cái đi. Dập đầu lại. Diệp Quân sững người, sau đó vội lắc đầu, không được. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Quân trầm giọng nói, ta chưa dập đầu lại ai bao giờ. Tuy ta rất kính ngưỡng kiếm chủ nhân gian nhưng ta thấy dập đầu lại ông ấy thì hơi quá. Đàn ông, chỉ quỳ với trời đất, với cha mẹ. Tiểu Tháp trầm mặc. Diệp Quân nhìn kiếm chủ nhân gian, một lát sau hắn bỗng nhếch miệng cười, Tháp gia, người có thấy ta khá giống với vị kiếm chủ nhân gian này không? Tiểu Tháp, hơi giống. Diệp Quân cười ha ha sau đó quay người rời đi. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ phía bên cạnh, Diệp Huynh. Diệp Quân dừng bước, quay đầu lại nhìn, có một chàng trai đang đứng cách đó không xa, hắn nhận ra người này chính là Vân Trần. Cũng chính là tên ở tầng thứ 10 trong võ tháp. Nhìn thấy Diệp Quân, Vân Trần bước nhanh tới, y cười nói, đúng thật là huynh này. Diệp Quân khẽ cười, Vân Trần huynh. Vân Trần lấy làm lạ, huynh tới đây là để. Y biết Diệp Quân không phải là học viên của Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân cười đáp, tới xem thử kiếm chủ nhân gian. Vân Trần cười nói, thì ra là vậy. Diệp Quân đang định nói gì đó thì một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, người chính là Diệp Quân kia đấy à? Diệp Quân quay đầu nhìn, một chàng trai đứng gần đó, mặc một bộ cẩm bào sặc sỡ, mặt mày tuấn tú, nở nụ cười mỉm, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, thoạt nhìn thật sự là một công tử phong độ ngời ngời. Bên cạnh chàng trai có một đám nam nữ. Có tổng cộng 10 người. Chàng trai vừa xuất hiện thì vô số ánh mắt đều tập trung về phía này. Là Mặc công tử. Có một cô gái hô lên. Vân Trần đứng bên cạnh Diệp Quân trầm giọng nói, Mặc công tử tới từ Huyền Tông của Vũ Trụ Quan Huyên, nhờ quan hệ, nếu không có gì bất ngờ thì hắn chính là chủ tịch của thư viện nhiệm kỳ này. Chủ tịch thư viện. Diệp Quân lấy làm lạ, người ở Vũ Trụ Quan Huyên có thể tới đây à? Vân Trần cười nói, người bên đó, nếu có chút cốt khí và thực lực thì sẽ không xuống đây đâu.
Tên này ở bên kia không làm nên trò trống gì nên mới tới đây làm mầu. Lúc họ nói chuyện, Mạc công tử kia đã đi tới trước mặt Diệp Quân và Vân Trần. Diệp Quân nhìn Mạc công tử, không nói gì. Mà xung quanh ngày càng nhiều người tới xem, đặc biệt là nữ học viên. Vốn dĩ mọi người tới để xem Mạc công tử, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Quân, rất nhiều nữ học viên đã chuyển sang nhìn hắn. Diệp Quân chưa bao giờ thua kém ai về mặt nhan sắc và khí chất. Nhất là lúc này, tuy Diệp Quân không cầm kiếm nhưng cả người lại toát ra khí thế như một bảo kiếm tuyệt thế sắp tuốt khỏi vỏ, trông vừa tài năng vừa trầm ổn. Hai loại khí chất trong cùng một con người. Tĩnh, như núi đá lớn, động, như sóng biển thét gào. Nhìn thấy nhiều cô gái chuyển sang nhìn Diệp Quân thì ánh mắt Mạc công tử lóe lên sự khó chịu. Sau khi tới thư viện Quan Huyên này, gã chính là tiêu điểm trong mắt tất cả mọi người, nhưng lúc này, gã cảm nhận được sự uy hiếp. Mạc công tử cười nói, Diệp công tử, theo ta được biết thì hình như ngươi không phải là học viên của thư viện Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Mạc công tử nheo mắt lại, nếu ngươi đã không phải là học viên của thư viện Quan Huyên thì không nên xuất hiện ở đây. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, kiếm chủ nhân gian thành lập nên thư viện Quan Huyên, tạo ra trật tự, vì hòa bình của vạn thế. Thế đạo ngày nay hòa bình được như bây giờ đều nhờ vào kiếm chủ nhân gian, lòng ta kính ngưỡng nên đặc biệt tới bái để tỏ lòng thành. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, Mạc công tử, nếu hành động của ta khiến ngươi không vui thì ta xin lỗi, mong ngươi đừng đối phó với ta, ta chẳng qua chỉ là một kiếm tu nho nhỏ, không đắc tội nổi với nhân vật lớn như ngươi. Ta đi, bây giờ ta đi ngay. Nói xong hắn quay người rời đi. Thấy cảnh này, Vân Trần ngơ ra, tính tình Diệp huynh này tốt vậy sao? Suy nghĩ lại, y lập tức quay lại nhìn Mạc công tử kia, ánh mắt đầy khó chịu. Một số học viên ở đó cũng quay lại nhìn Mạc công tử kia, ánh mắt cũng đầy khó chịu. Quá đáng rồi nhé. Chẳng qua người ta chỉ tới bái kiếm chủ nhân gian thôi mà, có cần phải vậy không? Cần không? Nhất thời, thiện cảm của mọi người đối với Mạc công tử giảm hẳn xuống. Sắc mặt của Mạc công tử u ám vô cùng, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, đợi chút. Diệp Quân dừng bước, quay người nhìn Mạc công tử có chuyện gì sao? Mạc công tử khẽ cười, Diệp công tử hiểu lầm rồi. Ta không hề có ý đuổi Diệp công tử đi. Diệp Quân gật đầu, nếu không có gì thì ta cáo từ nhé. Nói xong, hắn định đi nhưng Mạc công tử lại lên tiếng, Diệp công tử, trùng hợp một điều là ta có quen biết với An Đạo Tân, An cô nương. Diệp Quân nhìn chằm chằm Mạc công tử, gã cười nói, ta nghe nói Diệp công tử có thù hận với nhà họ An, ta phải nhắc nhở Diệp công tử một câu, tính tình của An cô nương không tốt lắm đâu, nếu Diệp công tử muốn tranh số mệnh đại đạo lần này thì phải cẩn thận nhé. Cáo mượn oai hùm. Diệp Quân bỗng trầm giọng nói, các vị, Mạc công tử đã nhắc đến An cô nương ở đây thì ta sẽ nói thêm vài câu. Chắc các vị cũng đã biết, ta là người đứng đầu cuộc tỷ võ ở hạ giới, trong quá trình tỷ võ, ta và An Mục của nhà họ An quyết đấu công bằng, nhưng An Mục lại gọi cường giả tộc chân long tới uy hiếp ta. Tuy cuối cùng ta vẫn giết được An Mục, giành được hạng nhất nhưng cũng vì vậy mà kết thù máu với nhà họ An. Hắn dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, các vị, ta bị đối đãi không công bằng, với năng lực của các vị chắc cũng đều nghe qua chuyện này rồi. Giống như lần này, cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo được đẩy lên tổ chức sớm cũng là nhà họ An ở đằng sau giở trò, mục đích chính là không để cho ta phát triển, muốn nhanh chóng giết chết ta. Nói rồi hắn lắc đầu cười, ta biết, ta không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ta không so được với nhà họ An. Thư viện sẽ không bảo vệ công bằng cho ta đâu, vì so với nhà họ An, ta chẳng là cái thá gì cả. Ai là con người đều sẽ không vì ta mà đắc tội với nhà họ An. Mọi người im lặng. Thật ra đầu đuôi chuyện này đã được truyền đi khắp nơi rồi. Đối với Diệp Quân, bọn họ phần lớn chỉ có thể đồng tình. Ở một chỗ khuất, cố viện trưởng nhìn Diệp Quân rồi lại nhìn Mạc công tử, ánh mắt lạnh như băng. Sắc mặt của viện chủ viện chấp pháp đứng bên cạnh ông ta cũng vô cùng khó coi. Lúc biết Diệp Quân xuất hiện ở đây, bọn họ đã lập tức tới đây. Vì bây giờ thân phận của Diệp Quân rất nhạy cảm. Lúc này, Diệp Quân nhìn Mạc công tử, chân thành nói, Mạc công tử, ta không hy vọng xa vời rằng thư viện sẽ đứng ra bảo vệ ta, kêu oan cho ta. Nhưng cũng mong ngươi đừng dậu đổ bìm leo.
nếu ta tới bái kiếm chủ nhân gian khiến ngươi không vui thì ta xin lỗi. Ta không nên xuất hiện ở đây, không nên khiến ngươi khó chịu. Nói gì vậy chứ? Vân Trần bỗng trầm giọng nói, Diệp huynh, trước giờ thư viện không cấm người ngoài ra vào, huynh tới đây bái kiếm chủ nhân gian, không ai có quyền ngăn cản huynh cả. Những học viên ở đó cũng đồng loạt gật đầu. Cùng lúc đó, mọi người lại thấy bất mãn thêm với Mạc công tử. Mẹ kiếp, quá đáng quá rồi đấy. Cần phải vậy không? Một kiếm tu chân thành đến cỡ này cơ mà. Có cần phải ức hiếp người ta đến vậy không? Quá 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 đáng rồi đấy. Mạc công tử nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi tính kế ta. Diệp Quân cười khổ, Mạc công tử, ta nào dám. Ngươi tới từ tông môn lớn ở vũ trụ Quan Huyên, là bạn với An cô nương, càng là chủ tịch tiếp theo của thư viện, sao ta dám tính kế ngươi được. Hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, Mạc công tử, ta biết suy nghĩ và ý đồ của ngươi. Ngươi tới tìm ta chẳng qua chỉ là vì ta và nhà họ An có thù, ngươi muốn gây khó dễ cho ta, trà đạp ta để lấy lòng nhà họ An, lấy lòng An cô nương. Ta hiểu hết, dù sao nhà họ An cũng là gia tộc siêu cấp, An đạo tân cô nương lại xuất chúng như vậy, ngươi muốn lấy lòng bọn họ, ta hiểu mà, hiểu hết mà. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Mạc công tử. Bây giờ, thiện cảm của mọi người đối với Mạc công tử trở về con số không tròn chính. Diệp Quân không nói bọn họ chỉ thấy khó hiểu vì sao bỗng nhiên Mạc công tử này lại gây khó dễ với Diệp Quân chứ. Thì ra là muốn lấy lòng nhà họ An. Đúng là kém sang. Loại người này mà làm chủ tịch thư viện thì chính là một sự sỉ nhục đối với thư viện. Sắc mặt Mạc công tử cực kỳ khó coi, gã nhìn Diệp Quân chòng chọc ngươi. Ngươi! Một bên khác, cố viện trưởng lắc đầu, bảo cậu ta cuốn gói đi đi. Viện chủ viện chấp pháp do dự rồi nói, cậu ta được Huyền Tông phái tới, cũng là người bên thư viện kia. Cố viện trưởng nhìn viện chủ viện chấp pháp, cậu ta không đi thì ta đi. Nói xong, ông ta quay người đi, đầu óc thế này mà đòi làm chủ tịch. Ta đi tìm một con lợn tới làm chủ tịch còn hơn. Thứ ngu dốt gì thế không biết. Diệp Quân nói xong thì ôm quyền chào Vân Trần huynh, đa tạ huynh đã trượng nghĩa đứng ra nói giúp ta, sau này chúng ta gặp lại. Nói xong hắn quay người rời đi. Vân Trần nhìn bóng lưng của Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp. Thiên tài cỡ này, vốn cũng là học viên của thư viện. Mà bây giờ lại bị cường quyền ép buộc, thư viện lại không bảo vệ lẽ phải. Hay! Vân Trần thầm than. Hơi tức giận nhưng cũng đành bất lực. Từ nhỏ đến lớn, y luôn được thư viện dạy dỗ rằng làm người phải hiểu đạo lý, phải giữ công bằng. Sau khi lớn lên, y phát hiện những đạo lý trong sách hoàn toàn khác với hiện thực. Yếu thì chẳng ai nói đạo lý với ngươi, không ai bảo vệ công bằng cho ngươi. Vẻ mặt của những học viên ở đây cũng phức tạp. Đối với Diệp Quân, bọn họ cũng rất đồng tình, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Còn sắc mặt của Mạc công tử kia thì u ám đến đáng sợ, sát khí đã hằn lên mặt gã. Nhưng gã không lập tức trả thù. Nhiều người đang nhìn vào gã. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Mạc công tử. Thấy người này, Mạc công tử khẽ hành lễ, Lý viện chủ. Người đến chính là viện chủ viện chấp pháp, Lý Khưu. Lý Khưu nhìn Mạc công tử, cậu có thể trở về Huyền Tông được rồi. Mạc công tử hơi sững người, vội vã hỏi, Lý viện chủ, ý của ông là sao? Lý Khưu thản nhiên nói, ý của ta là cậu có thể cuốn gói đi được rồi. Thư viện không nhận cậu nữa. Nói xong ông ta quay người rời đi. Mạc công tử đứng đó với vẻ mặt cực kỳ u ám. Bị đuổi ra khỏi thư viện rồi. Nhục nhã. Đều là vì Diệp Quân kia. Sắc mặt Mạc công tử lạnh lẽo đến cùng cực. Diệp Quân rời khỏi thư viện Quan Huyên thì về thẳng đạo môn. Hắn không giết Mạc công tử kia, thứ nhất là vì giết người trong thư viện sẽ bị thư viện nắm thóp, nơi này không phải thư viện ở Nam Châu. Thứ hai, giết Mạc công tử sẽ đắc tội với Huyền Tông. Hắn không biết Huyền Tông là thế lực như thế nào, nhưng chắc chắn là một thế lực không hề yếu. Giết Mạc công tử đồng nghĩa với việc giết thằng nhỏ thì thằng lớn sẽ tới, giết thằng lớn thì cả đám lớn sẽ kéo tới. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn sẽ càng khó khăn. Đạo môn cũng sẽ bị hắn liên lụy. Quan trọng nhất là, vừa nãy hắn đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đứng trong bóng tối,
hắn biết mình có ra tay cũng không giết được Mặc công tử đó. Chắc chắn thư viện sẽ không để hắn giết Mặc công tử đâu. Thế nên hắn đổi cách khác để xử lý chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, Mặc công tử này nhất định sẽ trả thù. Nhưng chẳng sao, chỉ cần Huyền Tông không tới thì không sao cả. Vì thực lực của Mặc công tử này quá yếu, giết hay không, chỉ một ý nghĩ của hắn là quyết định được. Thứ bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Phát triển. Bây giờ hắn cần thời gian phát triển, chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn, giành được hạng nhất thì có thể có được số mệnh đại đạo. Thật ra, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết số mệnh đại đạo là món gì. Nhưng hắn biết nếu mình giành vị trí thứ nhất, nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ sẽ không dám quang minh chính đại giết hắn. Còn về Huyền Tông này thì lại càng không dám tới gây chuyện với hắn. Trên đường đi, Diệp Quân hít sâu vào một hơi, không có chỗ dựa, không có gia thế, nên làm gì cũng phải suy nghĩ đắn đo, không thể muốn gì làm nấy, nếu không tình thế của mình sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Sau khi trở về đạo môn, Diệp Quân không tu luyện, ngày ngày ngoài đọc sách thì giúp Nam Lăng Nhất Nhất làm việc. Vì đạo môn nghèo, lại ở nơi hẻo lánh thế nên Nam Lăng Nhất Nhất phải tự mình trồng rau. Trước đây Nam Lăng Nhất Nhất làm một mình, bây giờ thì có thêm Diệp Quân. Trong vườn rau, Nam Lăng Nhất Nhất đang sắn quần, chân lấm bùn đất, nhưng vẫn trắng như ngọc, khiến người ta suy nghĩ viển vông. Sau lưng Nam Lăng Nhất Nhất không xa là Diệp Quân, hắn đang cầm cuốc làm cỏ. Trời trong mây trắng, không khí trong lành. Trong vườn rau, chốc chốc lại vang lên tiếng cười của Nam Lăng Nhất Nhất. Không biết qua bao lâu, Nam Lăng Nhất Nhất ngồi xuống, nhìn Diệp Quân gần đó, bàn tay ngọc ngà khẽ vén tóc mai bị gió thổi bay bay. Cô ấy nhìn Diệp Quân một lúc sau rồi khẽ cười gọi, sư đệ. Nghe gọi, Diệp Quân dừng tay lại nhìn cô ấy. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, đệ là kiếm tu, lại còn là đại kiếm tiên, đệ cũng biết làm những công việc nặng nhọc này à. Diệp Quân lắc đầu cười. Tuy bây giờ hắn đã là bán bộ kiếm đế, nhưng vì tháp gia nên hắn vẫn cảm thấy mình rất bình thường. Không có gì xuất sắc cả. Núi cao còn có núi cao hơn. Con người một khi tự mãn sẽ không thể tiến bộ được nữa. Hắn đọc được đạo lý này trong sách, hắn thấy nó rất đúng, thế nên sau mỗi lần đột phá, hắn đều nghiêm khắc dặn lòng mình phải bình tĩnh. Không có gì ghê gớm cả. Trừ phi đạt đến trình độ như kiếm chủ nhân gian. Lúc này, Nam Lăng Nhất Nhất đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, cô ấy thuận thế nằm xuống luôn, đầu gối lên hai tay, nhìn trời cao vời vợi, khẽ nói, Diệp sư đệ, lần tranh đấu lớn này, đệ có giành được hạng nhất không? Diệp Quân cũng nằm xuống, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta không biết, chẳng ai nói rõ được chuyện tương lai cả mà, ta chỉ biết ta sẽ cố gắng hết sức, còn những thứ khác, giao lại cho ông trời. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn Diệp Quân. Nhìn Diệp Quân gần trong gang tấc, mặt cô ấy bất giác đỏ ửng. Sư đệ này, dường như càng ngày càng đẹp trai. Diệp Quân bỗng nói, sư tỷ, khi trước ta nghe sư phụ nói gia tộc Nam Lăng lại tới tìm tỷ nữa. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, đúng vậy. Cô ấy dừng lại rồi khẽ nói, đệ cũng mong ta quay về à. Diệp Quân lắc đầu, ta thấy dù tỷ có trở về đó cũng sẽ không được xem trọng. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng sư phụ lại bảo ta quay về. Diệp Quân nói, sư phụ lo đạo môn sẽ khiến tỷ lỡ làng. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, ta thích ở lại đây. Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, vậy thì cứ ở lại đây, chỉ cần ta còn ở đây thì không ai có thể ép buộc tỷ được. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nhoẻn môi cười, được. Diệp Quân lại nhắm mắt lại, cảm nhận gió mát thổi qua. Lòng hắn dần tĩnh lặng. Tu luyện. Cũng không biết tại sao, từ sau khi ra khỏi Huyền Tháp, hắn không còn nghĩ tới chuyện tu luyện nữa. Cũng không đúng. Hắn cảm thấy tu luyện không đơn giản là chỉ thực lực. Còn có tâm cảnh nữa. Tu hành, không phải tu cảnh giới, mà là tu tâm. Mà tu tâm thì cần phải trải qua Hồng Trần Thế Tục. Hồng Trần Thế Tục chính là hòn đá mài tâm cảnh. Nghĩ đến đây. Diệp Quân bỗng hỏi, tháp gia, ngươi nói thật cho ta biết, thật ra cha ta không phải là người tới ở rể, đúng không? Tiểu tháp im lặng. Nữa rồi. Thằng nhóc này lại nữa rồi. Diệp Quân tiếp tục nói, theo suy đoán của ta, có hai lý do khiến bọn họ để ta ở gia tộc họ Diệp.
Thứ nhất chắc là vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Thứ hai có thể là muốn ta tu luyện từ đầu, để ta trải nghiệm khổ nạn, đúng không? Tiểu tháp vẫn im lặng. Diệp Quân cười nói, tháp gia, tiết lộ chút xíu đi mà. Tiểu tháp hỏi lại, người có hận cha mẹ mình không? Đánh trống lảng. Khi không thể trả lời một câu hỏi nào đó thì dứt khoát đánh trống lảng, để đề tài khác lấn át đi. Diệp Quân cười nói, phải xem tình hình thế nào. Nếu vì một vài nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải nuôi ta ở bên ngoài thì ta có thể hiểu được. Nhưng trong lòng cũng sẽ hơi giận. Dù sao ta cũng không phải là thánh nhân, từ nhỏ đã không cha không mẹ, sự chua chát đó, người ngoài không hiểu được đâu. Tiểu tháp thở dài. Diệp Quân lại nói, dù thế nào, tháp gia, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, dù ta có nỗ lực thế nào cũng không thể đạt được đến trình độ ngày hôm nay. Bây giờ hắn đang là bán bộ kiếm đế, nhưng hắn hiểu rõ mình có được điều này là nhờ sự giúp đỡ của tháp gia. Thiên phú. Nỗ lực. Không phải không quan trọng, nhưng nếu không có quý nhân giúp đỡ, dù ngươi có thiên phú, dù ngươi rất nỗ lực thì ngươi cũng không đi xa được. Thế giới này phân chia tầng lớp rất rõ ràng, nếu không có cơ duyên hay vận khí lớn, muốn bước qua tầng lớp khác còn khó hơn lên trời. Tiểu tháp khẽ nói, không cần phải khách sáo. Diệp Quân khẽ cười, tháp gia, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, hỏi rồi thì sau này sẽ không hỏi lại nữa. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, hỏi đi. Diệp Quân hỏi, cha mẹ ta, bọn họ có phải là người tốt không? Tiểu tháp đáp, là người rất rất tốt. Diệp Quân bật cười. Vậy là đủ rồi. Thời gian một tháng chớp mắt đã tới gần. Hôm nay trời vừa hửng sáng, cửa phòng của Diệp Quân đã mở ra. Ngày hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu mây trắng, tóc dài buộc sau đầu, mày kiếm mắt sáng, chậm rãi bước đi, ung dung không hấp tấp, trầm ổn nhưng lại hệt như một thanh kiếm mới tuốt vỏ một nửa, để lộ sự sắc bén. Tính, ta là người tốt. Động, ta là kẻ tàn nhẫn. Diệp Quân đi về phía xa, nhưng lúc này, hắn bỗng đứng ngây ra như phỗng. Vì gần đó có hai người đang đứng, chính là Đạo Hòa Thượng và Nam Lăng Nhất Nhất. Nhìn thấy hai người, Diệp Quân trầm lặng. Hắn vốn dĩ định lặng lẽ rời đi, vì hắn không thích khoảnh khắc chia ly. Đặc biệt là lần này có lẽ không phải là chia ly, mà là vĩnh biệt. Rất nhanh, Diệp Quân đã ngự kiếm biến mất ở phía cuối chân trời. Diệp Quân vừa đi không lâu, một cô gái bước tới nơi hắn vừa đứng, đó chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn chân trời, một hồi rất lâu sau, cô ấy mới quay người trở về đại điện. Cô ấy chậm chậm quỳ xuống trước bàn thờ, hai tay chắp lại, thành kính nói, sư tổ, người nhất định phải bảo vệ tiểu sư đệ bình an trở về. Con nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự bình an của tiểu sư đệ. Cuộc chiến tranh giành số mệnh. Mỗi một lần tổ chức cuộc chiến tranh giành số mệnh, có thể nói là sự kiện trọng đại nhất của Trung Thổ Thần Châu. Vì tất cả yêu nghiệt đỉnh cấp nhất đều sẽ xuất hiện. Số mệnh đại đạo. Cái gì là số mệnh đại đạo? Đại đạo chính là chỉ chủ nhân của đại đạo bút, nhân vật trong truyền thuyết này năm xưa đã đích thân giáng trăm vạn số mệnh đại đạo xuống vũ trụ Quan Huyên. Phàm những ai có được sẽ được số mệnh đại đạo bảo vệ. Số mệnh. Nói trắng ra là vận may. Tu hành, ai cũng phải tự tu riêng mình, mà mỗi người tu hành, ngoài việc cần phải nỗ lực, cần phải có thiên phú, cần phải có thế gia bối cảnh thì còn cần gì nữa? Cần vận may. Từ một góc độ nào đó, có thể nói vận may còn quan trọng hơn cả thiên phú và sự nỗ lực của ngươi. Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu sở dĩ tổ chức cuộc chiến tranh giành số mệnh này là nhằm mục đích tuyển chọn nhân tài cho Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Lựa chọn nhân tài siêu cấp giỏi nhất. Thư viện cần nhân tài. Nhân tài cần số mệnh. Hai cái hỗ trợ nhau. Có thể nói, phàm những người có số mệnh lớn thì sẽ một bước lên trời. Hơn nữa, mang theo cả gia tộc của mình một bước lên trời. Tuy cám dỗ của việc này rất lớn nhưng một số thế lực không dám cử thiên tài của nhà mình tham gia. Vì không có hy vọng. Mỗi một cuộc chiến tranh giành số mệnh đều sẽ có một vài yêu nghiệt siêu cấp. Mà những kẻ này đủ để khiến vô số người tuyệt vọng. Lần này thì càng ít thế lực dám phái người tham gia. Vì tất cả các thế lực đều biết lần tranh giành số mệnh này không đơn giản. Lần này là để giết người. Diệp Quân.
Cái tên này bây giờ vô cùng nổi tiếng ở Trung Thổ Thần Châu. Đại kiếm tiên trẻ tuổi nhất ở Trung Thổ Thần Châu tính đến bây giờ. Có thể nói rằng danh tiếng của Diệp Quân còn trên cả Đông Lý Mạch kia. Đại kiếm tiên, đặc biệt là trong thời buổi kiếm tu vô cùng hiếm hoi như bây giờ, xuất hiện một vị đại kiếm tiên, đây là một việc vô cùng hiếm gặp. Đương nhiên, tất cả mọi người đều tò mò hơn về người hộ đạo đứng sau lưng Diệp Quân. Người hộ đạo, thiên tài giống như Diệp Quân, nếu nói không có người hộ đạo, có đánh chết họ cũng không tin. Nơi tổ chức cuộc chiến tranh giành số mệnh chính là dưới chân núi Thư viện Quan Huyên. Dưới chân núi là một quảng trường đá rộng rãi, rộng đến cả trăm trượng, xung quanh là những ngọn núi cao chọc trời. Hôm nay, cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu mà những ngọn núi quanh đó đã đông nghịt người. Quan sát cuộc chiến ở cự ly gần. Đương nhiên, cần phải trả một giá tiền nhất định cho việc này. Giá vé thấp nhất cũng đã lên đến hàng chục nghìn kim tinh. Mà lần này số người đến xem đã lên đến hàng triệu người, hơn nữa người ta vẫn còn nườm nượp kéo đến. Vì những nhân vật lớn ở cuộc chiến lần này quá nhiều. Hơn nữa còn có một vị yêu nghiệt tuyệt thế được xưng là người mang thiên mệnh nữa. Người mang thiên mệnh đó. Phải biết rằng, kiếm chủ nhân gian viện trưởng Thư viện Quan Huyên chính là người mang thiên mệnh đời trước. Mà Thư viện cũng rất thông minh, trước khi cuộc chiến diễn ra đã quảng cáo rất rầm rộ. Thư viện điên cuồng tuyên truyền về các vị thiên tài siêu cấp, chính vì vậy mà cuộc chiến chưa bắt đầu thì bầu không khí đã được đẩy lên đến đỉnh điểm như thế này. Điều đáng nói là, cuộc chiến tranh giành số mệnh không có bất kỳ yêu cầu nào, ai cũng có thể tham gia. Đương nhiên, có một đợt kiểm tra, không vượt qua kiểm tra thì bị loại ngay. Trên đỉnh Quan Huyên, viện trưởng Thư viện Cố Triều Nguyên đứng bên triền núi, nhìn xuống bên dưới, trầm lặng. Bên cạnh ông ta là viện chủ viện chấp pháp Lý Khưu. Lý Khưu hỏi, cậu ấy sẽ tới chứ? Cố Triều Nguyên, sẽ tới. Lý Khưu nhìn Cố Triều Nguyên, biết là sẽ chết mà vẫn tới sao? Cố Triều Nguyên khẽ nói, không tới cũng chết, nếu đã vậy thì sao không chết một cách oanh oanh liệt liệt? Lý Khưu im lặng một lát rồi nói, Diệp chủ tịch có tới không? Cố Triều Nguyên lắc đầu, cô ấy không tới được. Lý Khưu nhìn Cố Triều Nguyên khẽ cười, cô ấy rất ưu tú, cực kỳ ưu tú, thực lực cũng nghịch thiên, nhưng tuyệt đối đừng xem thường đám thế gia và tông môn ở Thư viện Quan Huyên, với thực lực của bọn họ, Diệp chủ tịch bây giờ vẫn chưa thể đấu lại. Lý Khưu lắc đầu thở dài. Cố Triều Nguyên bỗng nhìn về phía bên phải, ở đó có một người phụ nữ xinh đẹp đứng trên đỉnh của ngọn núi bên phải. Người này chính là gia chủ của nhà họ An, An Nhã. Bên cạnh An Nhã là một ông lão mặc áo bào đen, toàn thân ông ta đều được bọc trong áo bào, không có chút khí tức nào cả. Cố Triều Nguyên nhìn ông lão áo bào đen kia một cái, mà lúc này, ông lão kia bỗng nhìn về phía Cố Triều Nguyên. Ánh nhìn này hệt như hồn ma đoạt tâm trí người khác, khiến tinh thần của Cố Triều Nguyên chao đảo. Cố Triều Nguyên thầm cả kinh, vội thu lại ánh mắt. Lý Khưu trầm giọng nói, đúng là kiêu căng. Ông lão áo bào đen kia làm như vậy là không hề nể mặt Thư viện Quan Huyên của Trung Châu. Cố Triều Nguyên khẽ nói, người này rất mạnh, ít nhất cũng đã đến cảnh giới thần kiếp. Nghe vậy, Lý Khưu cảm thấy kinh hãi. Cảnh giới thần kiếp. Trên cảnh giới địa pháp là cảnh giới thiên pháp, trên thiên pháp là tiểu kiếp, trên nữa là đại kiếp, rồi đến pháp kiếp và đạo kiếp. Trên cảnh giới đạo kiếp mới đến cảnh giới thần kiếp. Dường như bây giờ không có ai đạt cảnh giới thần kiếp ở Trung Thổ Thần Châu. Ít nhất là công khai thì không có ai. Mà bây giờ nhà họ An lại dẫn tới một vị. Rõ ràng không có thiện ý gì. Lý Khưu lạnh giọng nói, nhà họ An không phải bá đạo bình thường thôi đâu. Cố Triều Nguyên cười nói, bọn họ có tư cách đó. Dù sao cũng đã có đến hai vị võ thần, hơn nữa cả hai vị đều có quan hệ thân thiết với người mang thiên mệnh đương thời. Nếu muốn so về chỗ dựa và mối quan hệ, mấy thế gia và tông môn siêu cấp ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên đều không thể so được với bọn họ đâu. Thế nên, bọn họ có tư cách để kiêu căng như vậy. Lý Khưu khẽ thở dài. Cố Triều Nguyên nhìn phía bên phải, ở một nơi rất dễ thấy trên một ngọn núi khác có một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một bộ hoa bào, hai tay chắp sau lưng. Người này chính là Đông Lý Trần tộc trưởng hiện tại của đế tộc Bất Tử.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Cố Triều Nguyên, Đông Lý Trần bỗng quay đầu lại nhìn Cố Triều Nguyên rồi khẽ mỉm cười. Cố Triều Nguyên cũng khẽ cười, xem như là chào hỏi. Sau khi chào hỏi, Cố Triều Nguyên lại nhìn quanh bốn phía, lúc này, người của những gia tộc lớn và các tông môn lớn đều đã tới. Điều đáng nói là tộc trưởng của thần tộc là Giản Tự Tại lại không tới. Giản Tự Tại. Phải nói rằng, đây lại là một nhân vật trong truyền thuyết nữa. Mọi người đều không bất ngờ vì vị này không đến, vị này thường xuyên ở vũ trụ Quan Huyên, không dễ gì gặp được. Một bên khác, đại diện của nhà họ Nam Lăng là Nam Lăng Nhân, cũng chính là anh trai của Nam Lăng Nhất Nhất. Bây giờ dường như mọi chuyện lớn nhỏ trong gia tộc Nam Lăng đều do Nam Lăng Nhân giải quyết. Mà hắn ta tới đây để làm khán giả xem chiến, cũng có nghĩa là hắn ta đã từ bỏ tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh. Không từ bỏ không được, đợt thiên tài đến tham gia cuộc chiến lần này quá đỗi yêu nghiệt. Có thể nói tuy rằng trước nay yêu nghiệt nhiều vô số kể, nhưng đều không ghê gớm bằng lần này. Ai nấy không chỉ bản thân yêu nghiệt mà đến người hộ đạo sau lưng cũng nghịch thiên. Đây không phải sân chơi dành cho người bình thường. Thế nên lần này hắn ta chọn không tham gia. Những gia tộc lớn khác cũng đều lựa chọn không tham gia. Lên sàn đấu này đồng nghĩa với việc làm phông nền cho kẻ khác. Tới rồi. Đúng lúc này, không biết ai trong số những người ở đây đã thốt lên kinh ngạc. Vô số con mắt đều nhìn xuống bên dưới, ở quảng trường tỷ võ bên dưới, một cô gái chậm rãi bước tới. Cô gái này tóc dài xõa sau vai. Đường nét gương mặt đẹp như tranh vẽ, ánh mắt long lanh. Cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng, dường như thấy quá đỗi đơn điệu nên phối thêm một chiếc đai lưng màu tím. Chiếc đai lưng buộc vào người khiến thân hình cô ta bỗng chốc trở nên mảnh khảnh và duyên dáng hơn. An Đạo Tân. Có người hô lên. Thiên tài siêu cấp tới từ Thanh Châu. Được cho là sự tồn tại khủng bố có thể trở thành nữ võ thần nhất của thời này. Nữ võ thần. Có người hâm mộ cuồng nhiệt đã điên cuồng gào lên. Nữ võ thần. Tiếng hô hào càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Rất được yêu thích. Dù sao cũng là con gái, lại đến từ nhà họ An ở Thanh Châu. Thanh Châu. Đó là nơi kiếm chủ nhân gian ra đời đấy. Nơi này tự nó đã có một vầng hào quang rồi. Mà nhà họ An cũng là một gia tộc cổ xưa khiến người ta vừa nghe tên đã thấy kính trọng. Hai vị võ thần. Dù mấy thế gia siêu cấp ở Tổng viện Quan Huyên cũng không thể nào bì được với vinh quang này. An Đạo Tân từ tốn bước về phía trung tâm, miệng nở nụ cười nhẹ, cô ta bước đi rất tự tin và ung dung. Nhà họ An. Cô ta tới từ nhà họ An, tới từ gia tộc võ thần cổ xưa này. Cô ta chính là Thiên Kiêu. Trên đỉnh núi, An Nhã nhìn An Đạo Tân ở bên dưới, trên gương mặt lạnh như băng bỗng nở nụ cười. Rất nhanh. An Đạo Tân đã tới chính giữa đài tỷ võ. Mà ngay lúc này, một chàng trai bỗng xuất hiện, gã mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài sau vai, hai tay giấu trong trường bào. Đông Lý Mạch, người nọ vừa tới đã có người hô lên. Đế tộc bất tử. Nếu hỏi trên thế giới này, gia tộc nào có thể so sánh với nhà họ An về chỗ dựa và mối quan hệ thì chắc chắn chính là đế tộc bất tử. Vì mẹ của kiếm chủ nhân gian tới từ đế tộc bất tử. Hơn nữa, kiếm chủ nhân gian đánh giá rất cao đế tộc bất tử, từng đồng sinh cộng tử với đế tộc bất tử. Thế nên đế tộc bất tử cũng có địa vị cực cao. Đông Lý Mạch cũng rất được yêu thích, vừa xuất hiện đã có vô số người hoan hô. Đế tộc bất tử, huyết mạch bất tử, chỉ cần không phải là giết chết trong nháy mắt thì huyết mạch này có thể hồi phục vô hạn. Được xưng là huyết mạch đứng đầu trung thổ thần châu. Hơn nữa. Năm xưa kiếm chủ nhân gian đã tăng cường huyết mạch bất tử, thế nên trong huyết mạch bất tử có một tia huyết mạch phong ma, tuy không nhiều nhưng đã là cực kỳ khủng bố rồi. Mà bây giờ, Đông Lý Mạch này đã thành công thức tỉnh tia huyết mạch phong ma này rồi. Vô địch! Vô số người điên cuồng hoan hô. Dưới sự theo dõi của tất cả mọi người, Đông Lý Mạch đi tới trước mặt An Đạo Tân, gã nhếch miệng cười rồi đi tới bên cạnh cô ta. Nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng mấy chốc sắc mặt của họ đã trở nên kỳ lạ. Đông Lý Mạch và An Đạo Tân cùng phe với nhau. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm bỗng vang lên từ phía chân trời. Một giây sau, một con rồng bỗng phá mây bay tới.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một con rồng vàng dài vạn trượng ở trên trời. Thiên Long Viễn Cổ. Lúc con Thiên Long Viễn Cổ này xuất hiện, một luồng long uy khủng bố cuốn từ phía chân trời tới, khí tức mạnh mẽ khiến vô số người ở đây đều không thể hít thở. Tộc Thiên Long Viễn Cổ tới từ vũ trụ Quan Huyên. Lúc này, con Thiên Long Viễn Cổ kia bỗng hóa thành một tia sáng trắng đáp xuống đài tỷ võ. Vầng sáng trắng tan đi, một chàng trai tóc bạch kim thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Trong sự theo dõi của mọi người, chàng trai tóc bạch kim chậm rãi bước tới bên cạnh An Đạo Tân, hắn ta khẽ gật đầu rồi đứng phía bên phải An Đạo Tân. Giây phút này, tất cả mọi người đều trầm lặng. Bọn họ đã liên minh. Tộc Thiên Long Viễn Cổ. Đế tộc Bất Tử. Nhà họ An. Trên đỉnh núi, Cố Triều Nguyên rơi vào trầm lặng. Đội hình này. Mẹ nó, vô địch. Ai tới cũng phải chết. Thực lực đứng sau ba đại tộc này quá khủng bố. Đừng nói chỉ là một Diệp Quân nho nhỏ, cho dù là gia tộc siêu cấp tới từ vũ trụ Quan Huyên cũng không dám xem nhẹ sự liên minh của ba gia tộc này. Vô địch tuyệt đối. Thua sao được. Cố Triều Nguyên thở dài. An Đạo Tân đứng giữa đài tỷ võ, dưới sự quan sát của tất cả mọi người, chậm rãi nhắm mắt lại. Người đời chỉ nhìn thấy vinh quang của nhà họ An, thật ra sự vinh quang này cũng là một phần áp lực đối với người nhà họ An. Mà hôm nay, cô ta phải nối dài sự vinh quang này. Bắt đầu từ việc giết Diệp Quân. Một vị thiên tài đại kiếm tiên đủ tư cách để trở thành hòn đá lót chân trên con đường trở thành võ thần của cô ta. Bấy giờ, ở phía xa, một chàng trai chậm rãi bước tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía chàng trai đó. Diệp Quân. Hắn tới rồi. Diệp Quân xuất hiện trên đài tỷ võ trong ánh nhìn của mọi người. Một mình. Diệp Quân hôm nay chỉ mặc một bộ đường bào màu mây trắng đơn giản, rất sạch sẽ, cũng rất mộc mạc, bước đi của hắn cũng cực kỳ ung dung, vẻ mặt thản nhiên. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quân. Diệp Quân, kiếm tu yêu nghiệt nhất Trung Thổ Thần Châu bây giờ, cũng là đại kiếm tiên trẻ tuổi nhất của Trung Thổ Thần Châu. Phải công nhận rằng thân phận kiếm tu này ở vũ trụ Quan Huyên vẫn mang lại cảm giác vô cùng thần bí, vì đến hôm nay, số lượng kiếm tu thật sự quá ít ỏi. Đại kiếm tiên thì lại càng ít. Nhưng bây giờ, ở Trung Thổ Thần Châu lại xuất hiện một vị. Diệp Quân vừa xuất hiện, vẫn có người hoan hô cho hắn. Bọn họ không thèm quan tâm ân oán giữa Diệp Quân và nhà họ An, bọn họ chỉ biết Diệp Quân là một đại kiếm tiên, hơn nữa còn rất đẹp trai. Chỉ có một điều đáng tiếc, đó là gia thế và bối cảnh quá tệ. Ở thế đạo thực tế như bây giờ, nhiều khi gia thế và bối cảnh là thứ quyết định một người có thể đi được bao xa. Thế nên, sau khi so sánh thì An Đạo Tân và Đông Lý Mạch càng thu hút hơn một chút. Hết cách rồi. Người ta có gia thế và bối cảnh vô địch mà. Là con nhà giàu thực thụ. Cùng với sự xuất hiện của Diệp Quân, ánh mắt của An Nhã đứng trên đỉnh núi kia lập tức trở nên lạnh lùng. Nhà họ An bị Diệp Quân chỉ sỉ nhục, tất cả đều là vì kẻ này. Mấy nghìn vạn năm trở lại đây, nhà họ An chưa từng nhục nhã như thế. Nhà họ An không thể động vào Diệp Quân chỉ nhưng bọn họ dám ra tay với Diệp Quân. Nói thẳng ra thì chính là ức hiếp ngươi không có ai chống lưng đấy. Trên núi Quan Huyên, Cố Triều Nguyên nhìn Diệp Quân bên dưới với ánh mắt phức tạp. Đại kiếm tiên trẻ tuổi thế này cơ mà. Đã bao lâu Trung Thổ Thần Châu không xuất hiện đại kiếm tiên rồi. Ông ta tiếc nhân tài. Nhưng lại bất lực. Đối diện với nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ, Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu không thể nào bảo vệ được Diệp Quân. Liên lạc với Tổng viện sao? Đến cả Diệp Quân chỉ cũng đã bị những thế gia này sắp xếp đâu ra đấy, ông ta làm sao đấu lại những thế gia này được? Có thể nói, ở cả Trung Thổ Thần Châu này, ai dám đứng ra nói đỡ cho Diệp Quân thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Quan Huyên Pháp. Không phải là không có uy lực. Chỉ là người đến thực thi phải vô cùng đỉnh mới được. Giống như Diệp Quân chỉ. Nếu không, người còn chưa mở miệng, người ta đã nghiền chết ngươi rồi. Đây chính là hiện thực. Cố Triều Nguyên thầm than, ông ta nhìn Diệp Quân bên dưới, khẽ nói, hôm nay, một vị đại kiếm tiên sắp biến mất rồi. Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quân chậm rãi bước tới trước mặt ba người An Đạo Tân. Chàng trai của tộc Thiên Long nhìn Diệp Quân. Trên mặt hiện rõ vẻ khiêu khích.
Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quân, gương mặt mang theo nụ cười cợt nhả. Gã chắc chắn sẽ đứng về phe An Đạo Tân. Thế ra, đương nhiên phải làm bạn với thế gia rồi. An Đạo Tân nhìn chằm chằm Diệp Quân, mỉa mai, một mình thôi à. Diệp Quân nhìn An Đạo Tân, đánh hội đồng hay đánh tay đôi? Đánh hội đồng hay đánh tay đôi? Lời này vừa dứt, cả hiện trường đều im phăng phắc. Mới tới đã vào luôn vấn đề sao? Vì trên đài tỷ võ có trận pháp nên đối thoại của mấy người bọn họ sẽ được trận pháp truyền ra, dù có xa hơn nữa thì đối thoại của bọn họ vẫn được truyền tới tai của mọi người một cách cực kỳ rõ ràng. An Đạo Tân bỗng cười, ngươi chọn đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, ba người các ngươi cùng lên đi. Bỗng chốc, một luồng kiếm thế khủng bố phóng ra như một trận đại hồng thủy. Dầm, ba người An Đạo Tân không kịp đề phòng, bị luồng kiếm thế này đẩy ra xa mười mấy trượng. Thấy cảnh này, mọi người đứng xem đều kinh hãi. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người đã ồn ào hẳn lên. Kiếm tiên. Đây chính là đại kiếm tiên, kiếm thế đại kiếm tiên vô địch. Một đánh ba. Mẹ nó chứ, kích thích quá. Đối với những người hóng hớt thì chuyện càng lớn, bọn họ càng thấy ghiền. Sắc mặt của đám người An Đạo Tân thì bỗng trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ kiếm thế của Diệp Quân lại khủng bố tới mức này. Trong tình huống không kịp đề phòng đã chịu thiệt một chút. Ánh mắt An Đạo Tân lóe lên tia hung hãn, cô ta sải bước về phía trước, định ra tay thì chợt có một tia sấm sét xé ngang bầu trời. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo lôi quang đánh thẳng xuống. Những nơi lôi quang đi qua, không gian đều bị xé toạc. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, đạo lôi quang đó đáp xuống ở một nơi khá gần phía sau lưng Diệp Quân. Một chàng trai mặc trường bào màu đen chậm rãi bước tới, giữa trán chàng trai này có một đạo lôi quang. Diệp Khải. Diệp Khải chậm rãi bước tới bên cạnh Diệp Quân, Diệp Quân ca, tính cả ta nữa. Diệp Quân nhìn Diệp Khải, hơi kinh ngạc đệ. Diệp Khải khẽ cười, không nói gì. Diệp Quân suy nghĩ rồi cười nói, được. Thấy Diệp Khải, An Đạo Tân nhíu mày. Mà lúc này, phía xa bỗng xuất hiện một cô gái. Tóc bạch kim, phi đao. Tịch Huyền. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền. Có người nhận ra thân phận của Tịch Huyền. Vị này là nhân vật đã làm mưa làm gió năm xưa đấy. Tịch Huyền đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy khẽ cười, tính cả ta nữa. Diệp Quân lắc đầu cười, không cần phải vậy. Tịch Huyền trợn Diệp Quân một cái, xem thường ta phải không? Diệp Quân cuống quýt lắc đầu, ý ta không phải vậy, chỉ là ta không muốn liên lụy cô. Tịch Huyền cười nói, không có gì là liên lụy hay không liên lụy cả. Chúng ta có phải là bạn bè không? Bạn bè. Diệp Quân im lặng. Tịch Huyền khẽ cười, đừng đắn đo nữa. Ta đã đến đây thì đã biết hậu quả là gì rồi, ta còn không sợ, người đừng sợ thay cho ta làm gì. Sau một thoáng im lặng, Diệp Quân khẽ cười nói, được. Nói xong hắn quay người nhìn An Đạo Tân, cười nói, nếu nhà họ An đã gấp gáp giết ta đến vậy thì còn đợi gì nữa. Diệp Quân ta ở đây, còn không mau tới giết. An Đạo Tân sải bước tới trước. Ca nhìn Diệp Quân, giết ngươi, không cần tới ba người, chỉ cần mình ta là đủ. Một luồng khí tức khủng bố từ cơ thể cô ta phóng ra, chớp mắt, không gian xung quanh đã xuất hiện vô số dòng chảy sấm sét khủng bố. Dòng chảy sấm sét mạnh mẽ đã vỡ không gian xung quanh, vô cùng khiếp người. Cảnh giới pháp kiếp. Có người kinh ngạc hô lên. Cảnh giới pháp kiếp trẻ thế này sao? Ai ai cũng kinh hãi. Trẻ thế này. Đừng nói là ở Trung Thổ Thần Châu, cho dù là ở Tổng viện Vũ trụ Quan Huyên thì cũng là thiên tài hiếm thấy. An Đạo Tân nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta đánh tay đôi với ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn bỗng biến mất. Một nhát kiếm. Nhát kiếm này như sấm sét, mọi người còn chưa kịp quan sát đã đâm vào cổ An Đạo Tân rồi. Một kiếm đâm vào ngay cổ. Trong tích tắc, bầu không khí bỗng im phăng phắc. Kiếm của Diệp Quân đâm vào cổ của An Đạo Tân, nhưng lại bị một nhuyễn giáp mỏng màu vàng cản lại. Thần giáp. Trên núi Quan Huyên, Cố Triều Nguyên nheo mắt lại. Nền tảng của nhà họ An này không phải thâm sâu bình thường thôi đâu. Có đến cả giáp cấp thần,
hơn nữa chuẩn bị những thứ này rõ ràng là để chống lại tốc độ của Diệp Quân. Bên dưới, Diệp Quân đâm một kiếm không thành công thì lập tức lui lại, nhưng đúng lúc này, một luồng lôi quang khủng bố đánh về phía hắn. Diệp Quân nheo mắt lại, nhoáng người né tránh đạo lôi quang kia một cách chuẩn xác. Một giây sau, hắn lại xuất hiện sau lưng An Đạo Tân như một hồn ma, mà dường như An Đạo Tân đã đoán được nên hắn vừa xuất hiện sau lưng cô ta thì cô ta đã đánh một quyền tới. Trên nắm đấm này có vô số lôi quang phun trào. Ầm, tiếng nổ vang lên, một đạo tàn ảnh lùi ra sau mười mấy trượng. Người lùi lại chính là Diệp Quân. Sau khi dừng lại, Diệp Quân không hề bị thương, thật ra không phải hắn bị đánh lùi mà là hắn chủ động lùi ra. Diệp Quân nhìn An Đạo Tân phía xa, trong lòng thấy kỳ lạ. Tốc độ của cô gái này không nhanh, nhưng xuất chiêu vừa đúng lúc, khiến hắn có cảm giác bị kiềm chế. An Đạo Tân nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nhạo, ngơ rồi à? Biết đấu pháp của ta gọi là gì không? Đấu pháp này gọi là đấu pháp dòng chảy ý thức. Dòng chảy ý thức? Diệp Quân im lặng, hắn chưa từng nghe đến. An Đạo Tân tiếp tục nói, xem dáng vẻ của ngươi, chắc là chưa nghe đến rồi. Nhưng cũng đúng thôi, loại người như ngươi sao có thể tiếp xúc được đến cấp bậc này? Từ nhỏ ta đã luyện võ, học tập ở thư viện Quan Huyên. Người dạy võ đạo cho ta là cường giả đỉnh cấp của thư viện Quan Huyên, còn ngươi thì sao? Nói rồi, cô ta khẽ cười, theo ta được biết thì ngươi có một vị tháp gia, nhưng đến dòng chảy ý thức ngươi còn chưa nghe đến, xem ra tháp gia của ngươi chỉ là hạng rác rưởi tầm thường mà thôi. Diệp Quân, mẹ kiếp, trong tháp, tiểu tháp nổi điên, mẹ kiếp, hậu nhân của nhà họ An bây giờ đều giỏi đến vậy à? Hả, mẹ nó chứ, ta chọc gì đến cô ta à? Hay sao? Giọng nói bí ẩn. An Đạo Tân bỗng bước tới trước một bước, một đạo tàn ảnh lướt qua. Lôi quang lập lòe. Diệp Quân nheo mắt lại, hắn bỗng lóe người, biến mất tại chỗ. An Đạo Tân ở phía xa chợt xoay người rồi đấm một quyền ra, nhưng Diệp Quân không hề xuất kiếm. Mà lúc này, đồng tử An Đạo Tân bỗng rút lại. Giây phút này cô ta mới phát hiện Ngô Bình đã ở sau lưng mình rồi. Nhưng trong tay Diệp Quân lại không có kiếm. An Đạo Tân vừa quay người, một thanh kiếm đã đâm vào cổ của cô ta. Ầm. An Đạo Tân liên tiếp lùi sau. Thấy cảnh này, trên núi Quan Huyên, đồng tử Cố Triều Nguyên rút lại, người. Kiếm chia đôi, đấu pháp phản ý thức. Chỉ có một số ít người nhìn thấy vừa nãy lúc Diệp Quân biến mất, người đã biến mất, nhưng kiếm vẫn còn đứng nguyên. Còn lúc Diệp Quân xuất hiện sau lưng An Đạo Tân. An Đạo Tân quay người đánh ra một quyền nhưng Diệp Quân thi triển thuật ngự kiếm, thanh kiếm vốn dĩ đứng yên đã đâm thẳng từ phía sau lưng cô ta. Nhát kiếm này vẫn không thể giết được An Đạo Tân, vì bộ nhuyễn giáp kia đã đỡ được. Nhưng sức mạnh ghê gớm đã khiến An Đạo Tân liên tiếp lùi sau mấy chục trượng. An Đạo Tân vừa dừng lại, Diệp Quân đã như một hồn ma xuất hiện trước mặt cô ta hoảng hốt đánh mạnh một quyền, vô số lôi quang tóe ra. Nhưng Diệp Quân vẫn không ra tay mà liên tục lùi về sau. An Đạo Tân ngẩng người, một giây sau, đồng tử cô ta rút lại, quay phát người nhưng lại một thanh kiếm nữa đâm vào cổ của cô ta. Rầm. An Đạo Tân liên tiếp lùi sau, cùng lúc đó, thần giáp chỗ cổ cô ta đã có dấu giản. Trong lúc An Đạo Tân lùi sau, Diệp Quân lại xuất hiện trước mặt cô ta như ma quỷ, đồng tử cô ta rút lại, lần này cô ta thông minh hơn rồi. Cô ta để mặc Diệp Quân, quay người đánh một quyền ra. Ầm, quyền này đấm ra, lôi quang mạnh mẽ đánh nát không gian trước mặt cô ta. Nhưng quyền này lại đánh hụt. Hơn nữa còn không có kiếm. An Đạo Tân khiếp sợ, vừa quay người thì một thanh kiếm đã đâm vào cổ họng cô ta. Ầm, bỗng chốc, An Đạo Tân bay xa ra mấy chục trượng, lúc cô ta vẫn chưa dừng lại, một đạo kiếm quang nhanh như chớp đã chĩa tới trước mặt cô ta. Cô ta chưa kịp phản ứng, nhát kiếm này đã lại đâm vào cổ họng cô ta. Ầm. An Đạo Tân lại tiếp tục bay ra, khoảnh khắc cô ta bay ra, nhuyễn giáp chỗ cổ cô ta đã vỡ nát. Lúc nhuyễn giáp vỡ ra, lại một thanh phi kiếm nữa đâm tới. Đồng tử của An Đạo Tân rút lại, giây phút này, cô ta cảm nhận được hơi thở của cái chết. Không dám che giấu gì nữa, hai tay cô ta siết chặt. Ầm. Một thanh trường thương rực lửa phóng từ người cô ta lên trời. Ầm. Tích tắc, không gian trong phạm vi mấy chục trượng vỡ vụn,
khí tức mạnh mẽ trực tiếp đẩy lui nhát kiếm của Diệp Quân. Trong cây thương này ẩn chứa khí tức mạnh mẽ khủng bố, khí tức này vừa xuất hiện đã khiến không gian ở đây vặn vẹo, sau đó bắt đầu tan biến. Trên núi Quan Huyên, Cố Triều Nguyên khó tin nhìn thanh trường thương kia, run giọng nói, đây là khí tức của võ thần, đây là thanh trường thương mà vị nữ võ thần kia của nhà họ An từng dùng. Thương võ thần, trên không trung, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thanh trường thương, thân của cây thương đó được đúc từ nham thạch, toàn thân đỏ sậm, bên trong thân cây thương có nham thạch cuồn cuộn, tỏa ra sức nóng đáng sợ, sức mạnh đó vừa tỏa ra ngoài đã khiến không gian bị ăn mòn hòa tan. Mũi thương phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, khiến người ta không rét mà run. Thanh trường thương đứng đó hệt như một vị cường giả tuyệt thế, khiến người ta nhìn vào mà run sợ. Vì trong nó có một tia khí tức võ thần. Võ thần, đó là sự tồn tại khủng bố năm xưa đã kề vai sát cánh với người mang thiên mệnh. Tất cả mọi người đều không ngờ, An Đạo Tân này lại có thanh trường thương mà võ thần năm xưa đã dùng. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Dù sao nhà họ An cũng là gia tộc võ thần, chắc chắn hai vị võ thần đều sẽ để lại con át chủ bài nào đó cho nhà họ An. Phía xa, Diệp Quân nhìn thanh trường thương đó, im lặng. Thương võ thần. Hắn có thể cảm nhận được, cây thương này rất mạnh, đặc biệt là khí tức võ thần trong nó, khiến người ta có cảm giác bị một ngọn núi lớn đè lên người, cực mạnh. Nhưng, trong mắt Diệp Quân không hề có sự sợ hãi nào. Diệp Quân nhìn chằm chằm thanh trường thương võ thần kia, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tháp Gia bỗng nói, dùng kiếm hành đạo. Diệp Quân lại lắc đầu. Tháp Gia khó hiểu, vì sao? Diệp Quân cười, cô ta không xứng. Tháp Gia. Đúng lúc này, An Đạo Tân bỗng nắm lấy thương võ thần. Một luồng khí tức khủng bố toát ra từ người cô ta, không gian xung quanh bỗng như thủy triều cuộn trào. Uy lực mạnh mẽ tản ra xung quanh, cả đài đấu võ như đang sôi trào. Khí tức của An Đạo Tân ở giây phút này đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Chỉ khí tức thôi mà đã mạnh đến độ này. Trên đỉnh núi, gia chủ An Nhã của nhà họ An nở nụ cười, bà ta chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nói, đại cục đã định. Đại cục đã định. Không chỉ mình An Nhã nghĩ vậy mà tất cả mọi người ở đây cũng nghĩ vậy. Thương võ thần. Cái này đã nằm ngoài phạm trù cấp thần, không phải là thứ người thường có thể chống đỡ được. Có thể nói, trừ kiếm thanh huyên của đế tộc bất tử, cả trung thổ thần châu này không có thần vật nào có thể so bì với thanh trường thương này. Cây thương này xuất hiện ở đây cũng được xem như là giảm duy độ để tấn công rồi. Lúc này, An Đạo Tân kia bỗng cầm thương tức giận chỉ về phía Diệp Quân, dữ dằn nói, thứ thấp hèn nhà ngươi, hôm nay ta phải giết ngươi bằng một nhát thương. Đương nhiên bây giờ cô ta đang rất phẫn nộ. Thế mà vừa rồi cô ta lại bị tên thấp hèn này áp chế. Hơn nữa còn có nhiều người chứng kiến như thế này. Đối với cô ta, đây đã là một sự sỉ nhục ghê gớm. Nói xong, An Đạo Tân cầm trường thương bỗng phóng về phía Diệp Quân. Bù! Trong sự quan sát của tất cả mọi người, thanh trường thương mang theo ánh lửa kia phóng về phía Diệp Quân. Rắc! Trong tích tắc. Không gian trong phạm vi 100 trượng đều vỡ nát. Diệp Quân nhìn chằm chằm cây thương đang lao tới mình đó, mặt không cảm xúc. Tiểu Tháp hơi sốt ruột, trong cây thương này có ý chí võ thần, thằng nhóc, đừng sơ suất, dùng kiếm hành đạo đi. An Đạo Tân không đáng sợ, thương không đáng sợ, thứ đáng sợ là ý chí võ thần trong đó. Ý chí võ thần xuất hiện ở đây được xem như là giảm duy độ công kích. Diệp Quân nhìn chằm chằm thanh trường thương đó. Hắn cứ nhìn chòng chọc vậy thôi. Hắn đã cảm nhận được ý chí võ thần kia rồi. Rất mạnh. Thậm chí còn khiến hắn có suy nghĩ không thể phản kháng được. Giây phút này, hắn lại suy nghĩ đến rất nhiều việc. Phản kháng. Áp bức. Từ Nam Châu đến đây, hắn đã gặp rất nhiều chuyện bất công. Đạo lý. Công bằng. Thế gian này có mấy ai bằng lòng đứng ra vì tự do của kẻ yếu? Không phải không có, mà là rất hiếm hoi. Đa phần đều là ỷ mạnh hiếp yếu, ai mạnh hơn người ấy có đạo lý, ai có gia thế hơn thì người đó có quyền ức hiếp kẻ khác. Giống như lúc này, nhà họ An có nói đạo lý với mình không? Nhà họ An có nói công bằng với mình không?
tất cả mọi người có quan tâm đến chuyện đúng sai hay không? Ý chí chí võ thần này có quan tâm những thứ này không? Không. Diệp Quân bỗng cười. Trước nay anh đều chỉ nhìn thấy quan huyên pháp, mà không nhìn thấy trong thư viện quan huyên, ngoài quan huyên pháp còn có quan huyên vệ hùng mạnh. Nếu ai ai cũng tuân thủ quan huyên pháp thì hà cớ gì kiếm chủ nhân gian phải lập ra quan huyên vệ. Pháp luật là giới hạn cuối cùng của đạo đức. Còn thực lực chính là giới hạn cuối cùng của pháp luật. Ngươi không làm đúng đạo đức thì pháp luật sẽ chế tài ngươi. Ngươi không làm theo pháp luật thì nắm đấm sẽ chế tài ngươi. Thế nên đạo lý và công bằng không nằm trong quan huyên pháp mà là nằm trong tim mình, nằm trong kiếm của mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Diệp Quân càng tươi hơn. Giây phút này, hắn ngộ ra chân lý trong tim mình. Hiểu mình, biết mình, ngộ thế đạo. Muốn thay đổi tất cả bất công thì chỉ có thể thay đổi mình trước. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quân bỗng đâm ra một nhát kiếm. Nhát kiếm này rất tùy ý, nhưng nhát kiếm này vừa xuất ra, một luồng kiếm thế khủng bố bỗng cuộn trào từ trong cơ thể hắn ra. Giây phút nhát kiếm này tung ra, trên đỉnh núi, đồng tử của ông lão mặc áo bào đen đứng bên cạnh An Nhã bỗng co rút lại, run giọng nói kiếm. Đế! Kiếm đế! Lời này vừa dứt, cả người An Nhã bỗng như bị sét đánh. Lúc Cố Triều Nguyên nhìn thấy Diệp Quân tung nhát kiếm kia ra, đồng tử ông ta rút lại, sau đó cả người liên tiếp lùi về sau mấy bước. Ông ta khó tin nhìn Diệp Quân ở dưới kiếm. Đế! Trên đài tỷ võ, nhát kiếm của Diệp Quân lại chặn đứng được thanh trường thương kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. An đạo tân kia thì tỏ vẻ khó tin, sao? Sao có thể? Sao như vậy được? Đứng cách Diệp Quân không xa, trong người Diệp Khải, một giọng nói thần bí bỗng vang lên, kiếm đế. Nhìn rõ bản thân, nhìn rõ thế đạo, hơn nữa niềm tin kiếm đạo kiên định. Thằng nhóc này lại thành đế vào lúc này. Hơi biến thái rồi đấy nhé. Kiếm đế. Diệp Khải ngẩn ngơ, sau đó bỗng nở nụ cười. Thấy Diệp Quân trở thành kiếm đế, đương nhiên y rất vui mừng. Giây phút này Tịch Huyền cũng thấy vô cùng chấn động. Cô ấy có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Quân lúc này đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây không phải kiếm thế mà một đại kiếm tiên nên có. Đây là kiếm đế. Lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, cô ấy giật cả mình. Tên này đã thành kiếm đế rồi. Ngầu. Tịch Huyền vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Trong tháp, Tiểu Tháp bỗng bật cười ha ha, ha ha. Kiếm đế, thằng nhóc này lại nhờ đạo ý chí võ thần kia mà thành kiếm đế, ngầu quá, ngầu thật đấy. Không thể không tự khen mình được, mình dạy giỏi quá đi mất. Ha ha. Giọng nói bí ẩn. Trên đài tỷ võ, Diệp Quân nhìn chằm chằm thanh trường thương trước mặt. Đạo ý chí võ thần kia vẫn còn đó, nhưng bây giờ, hắn đã không còn cảm thấy bị chèn ép như lúc này nữa rồi. Dù bây giờ hắn đã đột phá, trở thành kiếm đế. Nhưng đạo ý chí võ thần này vẫn rất mạnh. Trong lòng Diệp Quân sinh ra ý kính nể, nhưng một giây sau, hắn bỗng chém ra một kiếm. Rầm! Tất cả mọi người nhìn thấy thanh trường thương kia bị nhát kiếm này của hắn chém lui, tích tắc sau, một đạo kiếm quang lóe qua. Mục tiêu của đạo kiếm quang này chính là An Đạo Tân. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử An Đạo Tân co rút lại, giây phút này, mặt cô ta xám như cho tàn. Cô ta không ngờ được vị trước mặt mình lại là một kiếm đế. Kiếm đế, thiên phú thế này, dù là ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng tuyệt đối sẽ lọt vào top 10 sự tồn tại khủng bố nhất. Cô ta không tài nào tin nổi, Trung Thổ Thần Châu bây giờ lại có một yêu nghiệt như thế này. Ngay lúc nhát kiếm của Diệp Quân tới trước mặt An Đạo Tân, đã có một điều kỳ lạ xảy ra. Diệp Quân nheo mắt, mạnh mẽ chém về phía bên phải. Kiếm quang nổ ầm ầm, trước mặt Diệp Quân, một bóng người liên tiếp lùi sau mười mấy trượng. Diệp Quân cũng lùi ra sau mười mấy trượng. Diệp Quân nhìn phía trước mặt mình, ở đó có một ông lão mặc áo bào đen. Cường giả cảnh giới thần kiếp. Không biết ai đó đã hét lên. Nghe thế, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cường giả nhà họ An. Chẳng mấy chốc sau, vẻ mặt của tất cả mọi người lại trở nên kỳ quặc. Cường giả nhà họ An. Không phải là đấu tay đôi công bằng à.
Sao cường giả nhà họ An lại xuất hiện nữa rồi? Ôi trời! Thế này là không cần mặt mũi nữa phải không? Trên đỉnh núi, sắc mặt của An Nhã vô cùng u ám, đương nhiên bà ta sẽ không để An Đạo Tân chết ở đây. Nếu An Đạo Tân chết thì nhà họ An sẽ xong đời. Lớp trẻ nhà họ An không một ai có thể đảm đương trọng trách được. Hơn nữa, lý do quan trọng nhất là Diệp Quân phải chết. Phải chết. Kiếm đế. Trẻ thế này đã là kiếm đế. Giây phút này bà ta đã cảm nhận được một chút sợ hãi. Nếu Diệp Quân tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên, lại cộng thêm tài nguyên ở đó, sau này chẳng phải sẽ phát triển thần tốc hay sao? Thế nên, vì tương lai của nhà họ An, Diệp Quân buộc phải chết ở đây. Nghĩ đến đây, anh Nhã bỗng đứng lên, tức giận quát, xử. Xử. Lời này vừa thốt ra, vô số cường giả ở những ngọn núi khác đều ngơ ngác. Làm thế này là muốn làm gì? Cố Triều Nguyên nhìn An Nhã, sắc mặt cực kỳ khó coi, An gia chủ, bà muốn làm gì? Ở đây là Thư viện Quan Huyên, bà. An Nhã bỗng quay đầu nhìn Cố Triều Nguyên, câm miệng. Nói thêm một chữ nào nữa thì đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Cố Triều Nguyên tức giận không để đâu cho hết. Còn bấy giờ, An Nhã bỗng bóp nát một tấm ngọc phù. Bỗng chốc, không gian sau lưng An Nhã tách ra, sau đó là từng luồng khí tức khủng bố bay ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Cố Triều Nguyên thay đổi kịch liệt. Mẹ kiếp! Nhà họ An này điên rồi à! Rất nhanh, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, gần nghìn cường giả nhà họ An đồng loạt xông ra, trong đó phải có đến 36 vị cường giả cảnh giới thần kiếp. Cộng thêm vị ở trên đài tỷ võ kia nữa là 37 vị. Mà cường giả đạo kiếp cũng có đến hơn 100 người, ngoài ra, cường giả có thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới đại kiếp. Đội hình này đã hơn xa Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu rồi. Nhìn thấy đội hình này, tất cả mọi người có mặt đều ngây ra như phỗng. Quá đáng sợ. Đây chính là thế gia đỉnh cấp. Điều khủng bố nhất là trong bóng tối xung quanh còn ẩn chứa vô số khí tức mạnh mẽ vừa thần bí vừa khủng bố. Những khí tức này hơn cả những cường giả cảnh giới thần kiếp kia nữa. Không thể tin được. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Cố Triều Nguyên trắng bệch như tờ giấy. Nhà họ An này điên rồi à? Phái hết cường giả của nhà họ An ở Thanh Châu sang đây cả sao? Diệp Quân nhìn những cường giả trước mặt, im lặng không nói gì. Hắn cũng không ngờ nhà họ An sẽ làm thế này. Thật sự là không ngờ. Diệp Quân nhìn An Nhã, vốn là quyết đấu công bằng, lẽ nào nhà họ An của bà định ỷ thế hiếp người sao? An Nhã tức giận chỉ vào mặt Diệp Quân, nhà họ An của ta hôm nay ỷ thế hiếp người đấy, hiếp đáp người đấy. Hôm nay, ai dám nói đỡ cho ngươi thì nhà họ An ta sẽ giết kẻ đấy. Ngang ngược, vô cùng ngang ngược, bầu không khí im phăng phắc, không ai dám nói chuyện. An Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quân, phất tay áo, ta biết sau lưng ngươi còn có người hộ đạo. Nào, bảo người hộ đạo của ngươi cút ra đây, ta phải xem người hộ đạo của ngươi là ai, dám để ngươi đối đầu với nhà họ An ta, là ai cho hắn lá gan đó. Hả? Diệp Quân im lặng. Hắn biết, nhà họ An muốn diệt cỏ tận gốc. An Nhã bỗng tức giận chỉ mặt Diệp Quân, gào lên, bảo người hộ đạo của ngươi cút ra đây. Diệp Quân đang định lên tiếng thì đúng lúc này. Rắc! Bên cạnh Diệp Quân, thời không nứt ra, một giây sau, một người phụ nữ mặc váy đỏ như máu chậm rãi bước ra. Ngay khi người phụ nữ váy đỏ bước ra, mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lùng và nỗi sợ hãi. Nỗi sợ đó không biết từ đâu đến. Mọi người đều đang nhìn người phụ nữ vừa bước ra. Người phụ nữ tóc dài quấn khăn choàng, ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc, dường như tất cả mọi thứ đều nhỏ như kiến trong mắt bà ấy. Chiếc váy đỏ được thêu dệt như màu máu, góc váy tung bay theo gió. Nhìn thấy người phụ nữ, Diệp Quân sửng sốt, tỉ tỉ váy trắng. Lần đầu hắn gặp người phụ nữ, bà ấy mặc váy trắng. Mà bây giờ lại là một chiếc váy đỏ. Diệp Quân rất ngạc nhiên, hắn không ngờ tỷ tỷ váy trắng lại xuất hiện. Tỷ tỷ váy trắng nhìn Diệp Quân do dự một lúc, cười khổ thật ra, ta có thể chống đỡ được. Hắn không ngờ tỷ tỷ váy trắng lại xuất hiện thật. Dĩ nhiên lúc này hắn càng cảm thấy tự trách hơn. Vì chuyện của mình liên lụy đến tỷ tỷ váy trắng, hắn cảm thấy rất áy náy.
Người phụ nữ váy đỏ nhìn Diệp Quân không nói gì. Đây là lần đầu tiên bà ấy đánh giá Diệp Quân một cách nghiêm túc. Diệp Quân do dự, sau đó nói, tỷ tỷ váy trắng. Người phụ nữ váy đỏ bỗng nói, gọi cô. Tiểu Tháp, cô. Diệp Quân sửng sốt, cô. Người phụ nữ váy đỏ gật đầu. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, Tháp gia nói cha ta ở rể là thật sao? Trong Tiểu Tháp bỗng run giọng nói, thôi xong. Hết thật rồi. Giọng nói bí ẩn. Nghe thế người phụ nữ váy đỏ khẽ cau mày, nhìn cảnh tượng này, Tiểu Tháp sợ hết hồn. Lúc này, An Nhã ở một bên bỗng khẽ cười, ngươi là người hộ đạo của hắn à? Xem ra, ngươi. Vừa dứt lời, một thanh kiếm bỗng xuyên qua giữa trán An Nhã. Dầm. An Nhã lập tức bị kiếm hành đạo kéo đi ra xa mấy trăm trượng, cuối cùng bị đóng đinh trên một tảng đá lớn ở phía xa. Người phụ nữ váy đỏ nhìn An Nhã, đã cho ngươi nói rồi sao? Tĩnh lặng, lặng im như tờ. Mọi người khó tin nhìn người phụ nữ váy đỏ đó. Trên núi Quan Huyên, Cố Triều Nguyên không thể tin nhìn người phụ nữ váy đỏ bên dưới, run giọng nói, đây, lẽ nào là một đại kiếm đế? Diệp Quân ở bên cạnh người phụ nữ váy đỏ cũng hơi ngơ ngác. Mạnh quá! Hắn không thể nhìn rõ được đòn tấn công này. Thực lực của tỷ tỷ váy trắng đúng là mạnh hơn Tháp gia nói rất nhiều. Đám cường giả nhà họ An ở phía sau đều đứng ngây người. Họ không ngờ họ còn chưa kịp phản ứng, gia chủ của mình đã bị người ta ghim trên tảng đá rồi. Sau khi định thần lại, một ông lão nhà họ An bỗng lạnh lùng nhìn người phụ nữ váy đỏ, ta đến lĩnh giáo kiếm pháp của cô. Nói rồi ông ta chậm rãi bay lên trời, thoáng chốc xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều tia chớp màu đỏ nhạt. Rầm rầm. Không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp đỏ nhạt dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngay sau đó ông lão bỗng xòe bàn tay ra, những tia chớp kia hội tụ lại lòng bàn tay ông ta như thủy triều, cột sấm sét xuất hiện trong tay ông lão. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực khủng khiếp của thần lôi, không chỉ thế, không gian trong bán kính trăm trượng cũng không chịu nổi uy lực của thần lôi này nữa mà bắt đầu rạn nứt từng chút. Chỉ trong tích tắc, không gian trong phạm vi hàng trăm trượng của đấu trường biến thành một mạng nhện, vô cùng đáng sợ. Nếu tia chớp này đánh xuống thư viện Quan Huyên, núi Quan Huyên cao vạn trượng cũng sẽ bị sụp. Cường giả cảnh giới thần kiếp vô cùng đáng sợ. Mọi người đều hãi hùng. Ông lão nhà họ An nhìn chằm chằm người phụ nữ váy đỏ, mặt mày hung tợn, nào, để ta xem thử rốt cuộc kiếm của cô mạnh thế nào. Vừa dứt lời, ông ta nắm chặt cột sấm sét đánh về phía người phụ nữ váy đỏ. Đâm đến. Bỗng chốc, cột sấm sét đó mang theo sức mạnh sấm sét đáng sợ lướt qua người phụ nữ váy đỏ. Sức mạnh khủng khiếp trong cột sấm sét dễ dàng đánh vỡ không gian. Ngay lúc này, một tia kiếm quang xoẹt qua. Vèo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cột sấm sét đó đã biến mất không một tiếng động, ngay sau đó trên tường đá bên cạnh An Nhã xuất hiện thêm một người. Chính là ông lão nhà họ An đó. Giữa trán ông lão là một kiếm khí ghim chặt lấy ông ta, khiến ông ta không thể động đậy. Mọi người đều ngơ ngác. Giết trong tích tắc. Giết trong tích tắc. Một cường giả cảnh giới thần kiếp đã bị giết trong tích tắc. An Nhã khó tin nhìn người phụ nữ váy đỏ ở đằng xa, run giọng nói, ngươi là đại kiếm đế. Đại kiếm đế. Vừa nghe bà ta nói thế, mọi người đều trở nên nhốn nháo. Nơi này thế mà lại có một đại kiếm đế. Chẳng phải chỉ có Tổng viện Thư viện Quan Huyên mới có đại kiếm đế sao? Lẽ nào người này là người của Tổng viện Thư viện Quan Huyên? Nhưng lúc này, An Nhã bỗng nói, không thể nào. Nhà họ An đều quen biết với mấy đại kiếm đế của Thư viện Quan Huyên, Thư viện Quan Huyên không có người nào như ngươi. Ngươi là một đại kiếm đế tán tu. Tán tu. Nghĩ đến đây, An Nhã bỗng có thêm tự tin. Một tán tu thì có gì phải sợ. An Nhã bỗng tức giận hét lên, cho mời hư hồn tiên tổ. Cho mời tiên tổ. An Nhã vừa dứt lời, một luồng sáng trắng đột nhiên phóng lên trời từ nhà thờ tổ nhà họ An ở Thanh Châu xa xôi. Ngay sau đó luồng sáng trắng đó xuyên qua thời không, bay thẳng đến trên bầu trời nơi diễn ra trận đấu, một bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ trong luồng sáng trắng. Rầm! Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện ngay phía trên đấu trường, ngay sau đó cả bầu trời sôi trào, uy lực đáng sợ liên tục từ trên trời giáng xuống.
trời đất phải run sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Nhà họ An thế mà lại cho mời một vị tiên tổ. Phải biết là mấy chục triệu năm nay nhà họ An ngoại trừ hai võ thần cực kỳ xuất sắc đó, họ còn sinh ra rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Các cường giả này mới là lá bài cuối cùng của nhà họ An. Mặc dù những cường giả này đa số không ở Thanh Châu, nhưng đều để lại phương tiện bảo toàn mạng cho nhà họ An, đề phòng bất trắc. Mặc dù người đến chỉ là hư hồn nhưng khí thức mạnh mẽ này lại gấp 10 lần cường giả cảnh giới thần kiếp. Đây là muốn tiến công dồn dập. An Nhã cay độc nhìn người phụ nữ váy đỏ, chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Ta muốn xem thử, kiếm của ngươi. Đúng lúc này, người phụ nữ váy đỏ bỗng ngẩng đầu lên nhìn luồng sáng trắng ở phía chân trời, ngay sau đó. Luồng sáng đó bỗng bị phá tan, tiên tổ nhà họ An vừa được ngưng tụ bỗng bị tan biến ngay trước mắt mọi người. Mọi người đều ngây ngốc. Vừa ra trận đã biến mất. Mọi người hóa đá tại chỗ. Đại kiếm đế lại mạnh đến mức này ư. An Nhã đứng cách đó khá xa bị ghim trên tường cũng há hốc miệng, đầu óc trống rỗng. Không còn nữa. Cụ tổ của mình cứ thế biến mất sao? Mọi người đều đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Vừa xuất hiện đã bị giết chết. Diệp Quân ở bên cạnh người phụ nữ váy đỏ lặng thinh, thầm run giọng nói Tháp Gia. Tháp Gia không nói gì. Lúc này người phụ nữ váy đỏ nhìn An Nhã. Mặt không cảm xúc, còn người nào không? An Nhã nhìn người phụ nữ váy đỏ, ngươi là ai, có thể nói tên của ngươi không? Người phụ nữ váy đỏ lắc đầu, ngươi xứng hả? An Nhã tức giận, ta không xứng ư. Nhà họ An ta đứng vững ở vũ trụ quan huyên hàng vạn năm, cường giả vô số, hơn nữa còn từng có hai võ thần, ngươi có tài đức gì mà dám khinh thường nhà họ An ta? Người phụ nữ váy đỏ nhìn An Nhã, hai võ thần thì lợi hại lắm sao? An Nhã sừng sốt, sau đó sắc mặt trở nên hung ác, thật nực cười. Đúng là nực cười, một kiếm tu nhỏ bé mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy, đúng là nực cười thật, ngươi có biết ếch ngồi đáy giếng là gì không? Người phụ nữ váy đỏ bình tĩnh nói, gọi ra đây. Nói rồi bà ấy ngừng một chốc rồi nói, bảo hai võ thần của nhà họ An cùng ra đây. Hoành hoang! Lúc này một giọng nói bỗng vang lên ở phía chân trời. Ngay sau đó một người đàn ông bước trên không đi đến. Nhìn thấy người đến, An Nhã mừng rỡ, An. Lúc này, người phụ nữ váy đỏ bỗng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, thoáng chốc đầu của người đàn ông trung niên đó bay thẳng lên trời hàng ngàn trượng, máu văng tung tóe dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người. Mọi người đều hóa đá. Lúc này tất cả mọi người đã từ trạng thái chấn động chuyển sang sợ hãi. An Nhã khó tin nhìn người phụ nữ váy đỏ ở đằng xa, ngươi. Lúc này bà ta đã hoàn toàn ngơ ngác. Xiết trong tích tắc. Lại là trong tích tắc. Rốt cuộc người này là ai? Lúc này, người phụ nữ váy đỏ bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, mặc dù bây giờ Diệp Quân trông khá bình tĩnh nhưng trong lòng đã kinh hồn bạt vía. Kiếm đế. Diệp Quân im lặng không nói. Có thể Tháp Gia đã nói dối mình. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy đỏ khẽ nói cô. Cô, nghe được chữ này, đôi mắt bình tĩnh của người phụ nữ váy đỏ cuối cùng có một tia gợn sóng, nhìn Diệp Quân trước mặt, bà ấy bỗng nghĩ đến một người, thế là ánh mắt dần trở nên dịu dàng, bà ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Quân, sau đó nói, ngươi chỉ vào ai ở đây thì người đó chết. Chỉ người nào thì người đó chết. Diệp Quân sửng sốt, ngông cuồng. Đúng lúc này. Thanh niên tộc Thiên Long Viễn Cổ bỗng bước ra, gã nhìn chằm chằm người phụ nữ váy đỏ nhếch miệng cười nói, chẳng qua chỉ là một đại kiếm đế, mạnh miệng quá nhỉ. Nói rồi gã lấy một miếng vảy rồng, sau đó đẩy vảy rồng ra, một tiếng rồng gầm đáng sợ từ chỗ sâu trong tinh không xa xôi truyền đến. Gọi người. Ở nơi sâu nhất của tinh không, một con Thiên Long Viễn Cổ dài hàng chục vạn trượng đang điên cuồng xé tan thời không, lao về phía trung thổ thần châu. Ngay lúc này, người phụ nữ váy đỏ bỗng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt này. Vèo. Ở chỗ sâu nhất trong tinh không, một tiếng rồng gầm chói tai bỗng vang lên, sau đó một đầu rồng cực lớn bay ra, Thiên Long Viễn Cổ đó nhanh chóng rơi xuống từ trong tinh không. Ngã xuống. Thanh niên tộc Thiên Long Viễn Cổ đứng trước mặt người phụ nữ váy đỏ nhìn chằm chằm bà ấy cười mỉa, cụ tổ của ta sắp đến rồi, bà ngồi chờ chết đi.
Người phụ nữ váy đỏ bình tĩnh nói, vậy à? Thanh niên tộc Thiên Long Viễn Cổ nhìn chằm chằm người phụ nữ váy đỏ, hôm nay không chỉ muốn giết bà mà còn giết luôn cả người mà bà hộ đạo, diệt 10 tộc của bà. Một đại kiếm đế. Tộc Thiên Long Viễn Cổ không sợ, chỉ cần không phải là kiểu quan hệ đó thì một cái đại kiếm đế có gì phải sợ. Thời đại khác nhau rồi. Bây giờ điều nên chú trọng là người đông. Chỉ sợ sau lưng người phụ nữ này có người chống lưng, nhưng vừa rồi gã nghe được những lời An Nhã nói, người trước mặt này là một tán tu bình thường. Một mình, không có chỗ chống lưng. Thế chẳng phải có thể tùy ý làm gì cũng được sao? Nghe thanh niên tộc Thiên Long Viễn Cổ nói thế, người phụ nữ váy đỏ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, nhà ngươi ở đâu? Chỉ một hướng đi. Tiểu Tháp. Thôi xong. Đây là ý nghĩ lúc này của Tiểu Tháp. Giọng nói bí ẩn vội nói, Tiểu Tháp, mau ngăn cô ta lại. Tiểu Tháp không nói gì. Ngăn lại. Mẹ nó, sao ngươi không ngăn? Mẹ nó. Chuyện gì cũng bảo ta giải quyết, ta chỉ là một cái tháp thôi. Tháp thôi đó. Giọng nói bí ẩn lại nói, nếu ngươi không ngăn cô ta lại, một khi cô ta tiêu diệt tộc Thiên Long thì thế giới sẽ sụp đổ. Hơn nữa nếu để cô ta thể hiện sức mạnh vô địch trước mặt tiểu quân, có thể sẽ hủy hoại đạo tâm của tiểu quân, sau đó gieo rắc vào lòng hắn một vị thần vô địch. Nghe thế Tiểu Tháp không nói gì. Mẹ kiếp! Hoàn toàn có khả năng xảy ra. Sở dĩ bây giờ Diệp Quân mạnh như vậy, có thể chứng tỏ trong lòng không có thần, đó là bởi vì hắn là nghé mới sinh không biết sợ hổ, chưa từng gặp cường giả vô địch. Năm đó Diệp Huyên cũng thế. Nhưng sau đó người phụ nữ váy trắng ra tay ngày càng nhiều, hình tượng bất khả chiến bại đã gieo rắc vào lòng Diệp Huyên. Điều này cũng dẫn đến việc sau đó xuất hiện rất nhiều vấn đề khi Diệp Huyên tu luyện. Thần này không thể xuất hiện được. Mẹ kiếp! Tiểu Tháp bỗng nói, liều đi. Nói rồi nó vội truyền âm cho Diệp Quân, cậu nhóc, đừng để cô ta ra tay nữa. Sau trận chiến đó, cô ta cũng bị thương nặng, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì sẽ tổn thương đến bản nguyên. Hơn nữa, nếu cô ta cứ thế đánh tiếp thì sẽ bị nhà họ An và tộc Thiên Long Viễn Cổ điên cuồng trả thù, ngươi cũng không muốn cô ta bị người khác đánh giết chứ. Tất nhiên nó không dám đi khuyên răn người phụ nữ váy trắng. Mẹ nó chứ, có lẽ ông lớn thiên mệnh trước kia còn có thể nghe lời. Bây giờ từ khi tiểu chủ, dù sao sau đó, ông lớn thiên mệnh đã không bình thường rồi. Nó không dám khuyên, chỉ đành để tiểu quân đi khuyên can. Nghe Tiểu Tháp nói thế, Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, hắn do dự một lúc rồi nói, cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, đủ rồi. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân không nói gì, vẻ mặt bà ấy vẫn rất bình tĩnh. Diệp Quân mỉm cười, đã đủ rồi, phần còn lại để tự ta giải quyết. Người phụ nữ váy trắng im lặng một lúc rồi nói, chắc chứ. Diệp Quân gật đầu, chắc. Hắn ngưng tụ khí kiếm, sau đó nói, ta làm được. Những gì Tháp gia nói cũng là điều hắn lo lắng. Nếu cứ đánh tiếp như thế, rất có khả năng cô váy trắng này chọc đến cường giả mạnh hơn nữa. Một đánh một, hắn tin vào cô váy trắng. Nhưng mấy thế lực này sẽ một đánh một sao? Chắc chắn là không. Đến lúc đó nếu đánh hội đồng. Đừng nói là Tháp gia, đến hắn cũng rất lo, dù sao cô váy trắng chỉ có một mình. Hai tay khó đánh lại bốn tay. Nghe Diệp Quân nói thế, Tiểu Tháp thở phào. Cũng may. May quá. Mặc dù tên nhóc này rất thông minh nhưng vẫn chưa đủ sự trải nghiệm, nếu không cũng không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng dù là bây giờ nó cũng cảm thấy hơi mất sức. Vì nó nhận ra tên khốn này rất thông minh lạnh lợi, sau này có muốn gạt cũng sẽ ngày càng khó. Ba đời Tháp của mình đúng là vất vả quá mà. Lúc này người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, được. Diệp Quân khẽ cười, đang định nói gì đó thì người phụ nữ váy trắng bỗng vung tay lên. Rầm. Tất cả cường giả nhà họ An ở đó đều bị bay đầu trong tích tắc, cuối cùng đầu của các cường giả này đều bay đến trước mặt An Nhã. Hơn 1000 cái đầu chảy máu ròng ròng rơi xuống đất rất ngay ngắn, hơn nữa mọi người đều nhìn chằm chằm vào An Nhã. Máu bắn tung tóe ra ngoài như suối. Thấy thế An Nhã như người mất hồn. Hơn 1000 cường giả. Đây đều là những người xuất sắc nhất của nhà họ An. Mà hôm nay lại chết ở đây. Điều này có nghĩa là gì?
tức là cường giả của nhà họ An đã bị tiêu diệt đến tận cùng. Từ nay về sau nhà họ An sẽ không còn được gọi là gia tộc lớn nữa. E là 1000 năm sau cũng khó mà khôi phục lại. Sắc mặt An Nhã xám như tro tàn, hiện lên vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Đúng lúc này, An Đạo Tân bỗng đi đến trước mặt cây thương võ thần, cô ta quỳ xuống run giọng nói, hai vị tiên tổ võ thần thấy rồi chứ? Hôm nay nhà họ An bị sỉ nhục như vậy, lẽ nào hai người không hiển linh sao? Võ thần! Mọi người đều nhìn cây thương võ thần. Tất cả đều lặng thinh. Mọi người đã bỏ sót một chuyện. Đó là nhà họ An có hai vị võ thần. Người ta có chỗ chống lưng. Người ta có sự kiêu ngạo. Lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng xòe tay ra, cây thương võ thần bay thẳng đến trước mặt cô ta. Cô ta liếc mắt nhìn cây thương võ thần, trong cây thương có ý chí của võ thần. Người phụ nữ váy trắng bỗng chỉ vào cây thương, Diệp Quân vội nói, cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, Diệp Quân do dự rồi mới nói, cô muốn hủy luôn cây thương này sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu. Diệp Quân chớp mắt, có thể cho ta không? Nếu lấy cây thương này ra ngoài bán còn có thể kiếm được không ít tiền. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, được. Vừa nói, bà ấy vừa đưa cây thương võ thần cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy rồi cất đi. Sắc mặt An Đạo Tân ở đằng xa trắng bệch. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, bình tĩnh nói, ta phải đi rồi. Nghe thế, Diệp Quân vội nhìn người phụ nữ váy trắng, hắn do dự rồi nói, cô, ta có thể hỏi cô mấy câu không? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, ừ. Trong tiểu tháp và giọng nói bí ẩn lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Quân trầm giọng nói, cô, tháp gia nói cha ta ở rể là thật sao? Trong tiểu tháp run giọng nói, mẹ nó chứ. Sao ngươi không thể quên chuyện này đi, toang rồi. Nghe Diệp Quân nói thế, người phụ nữ váy trắng nhìn ngực Diệp Quân, tiểu tháp vội run giọng nói, tỷ thiên mệnh. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, ngươi nghĩ sao? Diệp Quân cười nói, ta nghĩ tháp gia đang gạt ta. Tiểu tháp. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, ừ. Diệp Quân do dự, sau đó nói, thế cha ta rốt cuộc là ai? Người phụ nữ váy trắng im lặng một lúc rồi nói, đợi ngươi mạnh hơn nữa thì sẽ biết. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Hắn lại hỏi, cô là đại kiếm đế sao? Những người đến ở gần đều đang nhìn người phụ nữ váy trắng. Vị này là đại kiếm đế sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, phải. Diệp Quân sửng sốt. Đúng là đại kiếm đế. Đại kiếm đế mạnh thế sao? Vẻ mặt mọi người xung quanh cũng trở nên nghiêm trọng, quả nhiên vị này là đại kiếm đế. Đúng lúc này thanh niên tộc Thiên Long Viễn Cổ bỗng nhíu mày, gã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, gã đã thi triển ra thuật triệu hoán, tại sao tiên tổ còn chưa tới? Lẽ nào lạc đường? Không thể nào. Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu cực kỳ dễ tìm. Sau một lúc thanh niên Thiên Long lại thúc vào vảy rồng đó, nhưng lần này miếng vảy rồng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy thế thanh niên Thiên Long càng nhíu chặt mày, lộ ra vẻ ngờ vực, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lạc đường thật sao? Lúc này Diệp Quân bỗng phát hiện ra động tác của thanh niên Thiên Long. Diệp Quân cũng không nhiều lời, hắn bỗng cầm kiếm lên đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xông thẳng đến trước mặt thanh niên Thiên Long. Sắc mặt gã lập tức thay đổi nhưng phản ứng của gã lại cực nhanh, hai tay hợp lại với mặt đất. Một luồng sáng màu vàng chói mắt phát ra từ trong người gã. Rầm rầm. Nhưng ánh sáng vàng này không thể chặn được thanh kiếm của Diệp Quân. Khi thanh kiếm của Diệp Quân đánh tới, ánh sáng vàng vỡ tan, sức mạnh cực lớn lập tức đẩy thanh niên Thiên Long ra xa hàng chục trượng. Trong lúc đó thanh niên Thiên Long đã khôi phục lại bản thể của mình. Rầm. Một con Thiên Long cực lớn xuất hiện phía trên quảng trường tỷ võ. Nhưng ngay lúc này Diệp Quân biến mất. Một luồng kiếm quang chém vào đỉnh đầu con Thiên Long đó. Vèo. Đầu con Thiên Long đó bị nứt thành một vết nứt rất sâu trước ánh mắt của mọi người. Bây giờ Diệp Quân là kiếm đế, dù hắn không dùng kiếm hành đạo nhưng thực lực cũng rất khủng khiếp. Trên không trung, con Thiên Long đó đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai, lúc này Diệp Quân đã biến thành tàn ảnh rồi biến mất, sau đó hàng chục kiếm quang chém về phía con Thiên Long. Từng tiếng hét chói tai vang lên từ tận chân trời.
Không lâu sau con thiên long đó rơi xuống đất, lúc này Diệp Quân bỗng xuất hiện trước mặt gã. Thanh niên thiên long tức giận nhìn Diệp Quân, cụ tổ của ta sắp đến rồi, người động vào ta thử xem. Diệp Quân không nhiều lời với gã, đâm thẳng một kiếm vào đầu thanh niên thiên long. Phụt, máu văng tung tóe ra ngoài. Thanh niên thiên long gào lên, ngươi dám, cụ tổ của ta sắp đến, ngươi dám, cụ tổ. Lúc này Diệp Quân lại chém thêm một kiếm. Xoẹt, đầu của thanh niên thiên long rơi xuống, máu bắn ra như suối trước ánh mắt của mọi người. Chết rồi. Diệp Quân cất chiếc nhẫn của thanh niên thiên long đi, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh người phụ nữ váy trắng. Bà ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lúc sau mới khẽ gật đầu nói, ngươi cũng khá lắm, đi theo tiểu tháp chăm chỉ tu luyện. Diệp Quân gật đầu, hắn lau máu rồng bị bắn lên mặt đi, nghiêm túc nói, ta sẽ làm thế. Ta sẽ trở thành kiếm tu tuyệt thế giống kiếm chủ nhân gian. Kiếm chủ nhân gian. Nghe thế người phụ nữ váy trắng cong khóe môi, được. Có thể nói đây là lần đầu tiên bà ấy mỉm cười trong hàng ngàn vạn năm nay. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, cô, một câu cuối cùng, cô vào kiếm chủ nhân gian, ai mạnh hơn? Nghe thế mọi người đều lắc đầu. Hỏi câu này quá tệ. Thế gian này có kiếm tu nào có thể đánh thắng được kiếm chủ nhân gian sao? Nghe Diệp Quân nói thế, người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quân nói, ông ấy mạnh, ông ấy đánh ta còn không dám đánh trả. Mọi người gật đầu, họ đã biết trước được câu trả lời này. Đông Lý Mạch ở một bên bỗng nhíu mày. Không dám đánh trả. Chứng tỏ thực lực của kiếm chủ nhân gian hơn cả đại kiếm đế này. Nghĩ đến đây, Đông Lý Mạch bỗng bước đến, gã nhìn người phụ nữ váy trắng, ta nghĩ những gì hôm nay bà làm là rất quá đáng. Người phụ nữ váy trắng nhìn Đông Lý Mạch bỗng xòe bàn tay ra, một bùa chú lớn bằng bàn tay bỗng bốc cháy. Gọi người. Mọi người đều nhìn Đông Lý Mạch, lẽ nào muốn gọi người đến? Nếu gọi người đến thì chắc là gọi người hộ đạo. Người hộ đạo của Đông Lý Mạch là ai? Đó là Vô Biên Chủ. Năm đó từng là chiến hữu của kiếm chủ nhân gian. Ông ta là ông trùm tuyệt thế thời đó. Đông Lý Mạch nhìn chằm chằm vào người phụ nữ váy trắng, sở dĩ gã gọi người đến là vì năm đó sư phụ của gã cũng chính là Vô Biên Chủ từng nói với gã một câu, thật ra kiếm chủ nhân gian là đối thủ bại dưới tay ông ta. Vô Biên Chủ bất khả chiến bại thời đó. Đông Lý Mạch biết có thể sư phụ khoác lác nhưng chắc chắn vẫn có sự thật. Đó là chắc chắn thực lực của sư phụ gã Vô Biên Chủ và kiếm chủ nhân gian không hơn kém nhau bao nhiêu cả. Mà lúc nãy người phụ nữ trước mặt này đã nói thế nào? Nếu kiếm chủ nhân gian đánh bà ấy thì bà ấy còn không dám đánh trả. Nói cách khác, sư phụ mình đánh bà ấy thì chắc bà ấy cũng không dám đánh trả. Ha ha! Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong tinh không vô tận bỗng truyền đến tiếng cười, mẹ kiếp! Ai to gan dám bắt nạt đệ tử của ta, không muốn sống nữa sao? Vô Biên Chủ! Ông ta đến rồi! Một người đàn ông trung niên bước từ trên trời xuống dưới ánh mắt của mọi người, ông ta mặc một bộ áo dài, tóc dài xõa ngang vai, bật cười lớn, khí phách hiên ngang. Không phải bản thể. Thế nhưng dù không phải là bản thể, khi ông ta vừa xuất hiện, cả bầu trời như cuộn trào lại. Rầm rầm, từng uy lực tuyệt thế đáng sợ liên tục cuộn trào đánh xuống từ trên trời. Lúc này mọi người đều cảm nhận được sự áp bức trước nay chưa từng có, hệt như bị mấy chục vạn ngọn núi đè xuống, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không chỉ cả thư viện Quan Huyên, lúc này ngay cả toàn bộ trung thổ thần châu cũng cảm nhận được khí tức cường giả đáng sợ. Người hộ đạo, Vô Biên Chủ vô địch. Đây là cường giả tuyệt thế đến từ 3.000 vạn năm trước sao? Mọi người ở đó đều cảm thấy càng thêm chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông trùm bất khả chiến bại. So với Vô Biên Chủ này, sự xuất hiện của người hộ đạo váy đỏ bên cạnh Diệp Quân hơi bình thường. Lúc xuất hiện, ngay cả không gian cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. So sánh hai bên, vẫn là Vô Biên Chủ có khí thế áp đảo hơn. Vừa bước ra, không gian đã trở nên sôi trào. Ai mạnh ai yếu đã có thể nhìn thấy rõ từ lúc xuất hiện. Diệp Quân cảm nhận được khí tức khủng khiếp đó, vẻ mặt cũng thay đổi. Sự vui mừng sau khi đạt đến kiếm đế bỗng chốc tan biến. Diệp Quân nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ đang sải bước đi đến đó,
lúc này hai tay hắn siết chặt để bản thân bình tĩnh lại. Kiếm đế, chẳng qua chỉ là điểm xuất phát của mình. Điểm xuất phát mà thôi. Mình phải trở nên mạnh hơn. Lúc này như cảm nhận được tâm cảnh của Diệp Quân, kiếm hành đạo đột nhiên rung lên. Người phụ nữ váy trắng bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Quân, ánh mắt bà ấy lóe lên tia ngạc nhiên, gặp kẻ mạnh thì mạnh, tâm kiếm đạo của ngươi, khá đấy. Khá đấy. Tiểu Tháp lặng thinh không nói. Lời nhận xét này hơi đáng sợ. Vài ngàn vạn năm trở lại đây, ngoài kiếm chủ nhân gian, người có thể khiến tỷ tỷ thiên mệnh này cảm thấy vừa lòng hình như cũng chỉ có hai người. Đông Lý Mạch đứng ở một bên khác cảm thấy cực kỳ phấn khích. Sư phụ đến rồi. Khí chất này đúng là vô địch. Sư phụ không khoác lác chút nào. 3000 vạn năm trước, e rằng cũng chỉ có kiếm chủ nhân gian vô địch thiên hạ mới có thể đấu được với ông ta. Đúng lúc này, Phổ Biên chủ đang bước đến từ trên không bỗng dừng lại, khi nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, cả người ông ta giống như bị thiên lôi đánh trúng, đứng ngây ra tại chỗ run giọng nói, ôi vãi. Lúc này Đông Lý Mạch bỗng tức giận chỉ vào người phụ nữ váy trắng, sư phụ, đánh bà ta đi. Vẻ mặt Phổ Biên chủ cứng đờ. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Sao bà ấy lại? Dường như phát hiện ra điều gì, ông ta bỗng nhìn về phía Diệp Quân, vừa nhìn thấy Diệp Quân ông ta lập tức sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ kiếp! Đời trước của ta tệ hại thế nào mà kiếp này lại gặp được cha con các ngươi, để các ngươi hành hạ ta như vậy? Lúc này Đông Lý Mạch bỗng nói, sư phụ, đánh bà ta đi. Phổ Biên chủ im lặng không nói, người đúng là đệ tử tốt của ta đấy. Ngay lúc này người phụ nữ váy trắng nhìn Phổ Biên chủ, nể tình năm đó ngươi kề vai sát cánh chiến đấu với anh trai ta, lần này sẽ không chém bản thể của ngươi nữa. Bà ấy vừa định ra tay thì lúc này Phổ Biên chủ bỗng ngẩng đầu lên nhìn trời, tên tiểu nhân bị ổi kia, chạy đi đâu hả? Nói xong, ông ta biến thành một luồng sáng rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người đều ngơ ngác. Chuyện gì thế? Lẽ nào nơi này có người nào rất tàn bạo sao? Người phụ nữ váy trắng ở một bên vung tay lên. Cách tinh vực hàng ngàn vạn dặm, Phổ Biên chủ bị một luồng kiếm quang đánh trúng. Vèo! Phân thân này của Phổ Biên chủ trở nên hư ảo. Phổ Biên chủ lại thở phào. Cũng may! Cũng may! Nếu chết ở dưới đó, thanh danh cả đời của ông ta sẽ bị hủy hoại mất. Rời phần mộ trước khi chết, để lại danh tiếng muôn đời. Đáng! Quá đáng đi ấy chứ! Mọi người đứng ở quảng trường tỷ võ vẫn còn đang ngơ ngác. Phổ Biên chủ đi đâu mất rồi? Sao vừa xuất hiện đã biến mất? Đông Lý Mạch sững sờ, sao sư phụ bỏ đi như thế? Lẽ nào có việc gì gấp sao? Ở một bên khác, Diệp Khải thầm nói, sư phụ, bà ấy là ai? Giọng nói bí ẩn không nói gì. Từ sau khi người phụ nữ váy trắng xuất hiện, ông ta không lên tiếng nữa. Ông ta đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống. Diệp Khải hơi khó hiểu, sư phụ. Vẫn không được đáp lại. Diệp Khải lặng thinh, cảm thấy vô cùng khó hiểu, chuyện gì thế này? Lúc này người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, ta đi đây. Diệp Quân do dự chốc lát rồi nói, cô, lúc nào ta mới có thể gặp lại cô? Người phụ nữ váy trắng ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói, để xem tình hình thế nào đã. Xem tình hình. Diệp Quân khẽ gật đầu không nói gì thêm. Người phụ nữ váy trắng đặt kiếm hành đạo vào trong tay Diệp Quân, cố lên. Dứt lời, bà ấy biến mất không thấy đâu nữa. Đi rồi. Diệp Quân im lặng không nói gì. Vẻ mặt mọi người xung quanh đều trở nên hoang mang. Vì họ nhận ra hình như họ đã quên mất vẻ ngoài của người phụ nữ váy trắng mất rồi. Là tất cả mọi người. Cho dù thế nào, họ đã không thể nhớ nổi dung mạo của người phụ nữ váy trắng, chỉ biết bà ấy mặc một bộ váy màu đỏ. Đương nhiên Diệp Quân vẫn còn nhớ. Trong quảng trường chỉ có một mình hắn còn nhớ. Trên núi Quan Huyên, Cố Triều Nguyên nhíu mày càng chặt, vì ông ta nhận ra ông ta cũng không nhớ được dáng vẻ của người hộ đạo của Diệp Quân. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cố Triều Nguyên cảm thấy khó hiểu không thôi. Ở bên dưới, giọng nói bí ẩn đó bỗng vang lên trong người Diệp Quân, bà ấy đã xóa hết ký ức của mọi người rồi sao? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, không phải. Giọng nói bí ẩn, thế tại sao?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.